Chương 1751, gặp lại cửu nhân. Trong một gian phòng cực lớn Phi Hà Tiên Lâu, chít là mười mấy người ngồi đây. Những người này phần lớn Diệp Mặc đều biết, bao gồm là kế khôn tỷ tỷ của Diệp Mặc. Bạn Diệp Mặc bao gồm là Quý Thư, Âm Hồn, Tề Bắc Thương, Cửu Nhứ Nhạn, còn có cả Từ Thạch Vũ sư huynh của kế khôn. Ninh Nga Phiêu Miểu Tiên Trì cùng ngồi cạnh Ninh Nga là Thành Ca. Trừ những người này ra có mấy người Diệp Mặc chưa từng gặp. Trong phòng hình như là hơi nặng nề. Qua hồi lâu, Ninh Nga mới là thở dài nói: Hy Nguyệt muội, chúng ta đã chờ 2 ngày rồi, đệ đệ của cô Diệp Mặc còn chưa có đến. Nhưng mà tiếp tục trì hoãn ta là sợ không kịp lên tiên thuyền. Kế khôn trầm mặc hồi lâu rồi nói: Em đã nói đợi cậu ấy, nếu giờ đi đệ đệ em tới tìm không thấy em lòng khẳng định lo lắng. Như vậy đi, Ninh Nga sư muội, chúng ta đi trước Hy Nguyệt tiên tử chỗ này chờ đệ đệ của cô ấy. Nỡ không kịp thời gian chúng ta đi trước, có thể kêu tiên thuyền chờ. Chàng trai anh Tuấn ngồi cạnh Ninh Nga tiên tử dàn xếp nói. Mấy người ngồi sau nghe thấy thế lập tức gật đầu đồng ý. Kế khôn sắc mặt có chút lạnh xuống, lạnh nhạt: Nếu mà Phương Thành sư huynh gấp gáp vậy thì Phương Thành sư huynh mấy người các anh cứ đi trước, một mình em chờ đấy. Tề Bắc Thương thì cười lạnh: Uy tín Phương sư huynh thật là lớn, ngay cả tiên thuyền cũng có thể nghe lời anh. Có thể chờ một chút thời gian, bội phục bội phục. Rất rõ ràng phần lớn mọi người là hiểu Phương Thành nói kêu tiên thuyền chờ chính là chuyện nhảm. Chàng trai tuấn tú gọi là Phương Thành làm như không nghe thấy lời Tề Thành. Tề Bắc Thương vẻ mặt vẫn tươi cười, một tia nữ áo tím che mặt khác là ngồi cạnh Ninh Nga lạnh nhạt nói: Ninh Nga sư tỷ, chúng ta đợi thêm nửa ngày nữa đi, nếu mà nửa ngày sau Diệp Mặc kia không có tới chúng ta đi. Ừ, Ninh Nga và một tiền nữ khác vội gật đầu đồng ý, hiển nhiên là kính cẩn đối với tiền nữ áo tím che mặt. Hả, Diệp sư huynh tới? Tiền nữ áo tím mới nói dứt lời là Quý Thư đứng lên cười nói. Quả nhiên Quý Thư nói xong Diệp Mặc xuất hiện ở cửa phòng. Diệp Mặc nghi hoặc, kế khôn hẹn hắn là đi tìm Bồng Việt tiên quả. Sau tới đây nhiều người như vậy, lập tức Diệp Mặc là thấy nhóm người Tề Bắc Thương lập tức mừng rỡ ân cần thăm hỏi. Trong nhất thời phòng là náo nhiệt hẳn lên. Nhưng mà chào hỏi với Diệp Mặc chỉ có 4 người Quý Thư cộng thêm kế khôn, những người còn lại ngồi yên không nhúc nhích. Diệp Mặc chỉ là đại trí tiên, người ở đây đều là đại la tiên, để cho những đại la tiên hậu kỳ chủ động chào hỏi Diệp Mặc xác thực không thể. Chỉ biết cậu nhất định tới, rất khá vậy mà lại lên một bậc. Cái khôn mừng rỡ nhìn Diệp Mặc nói, nhìn rõ tu vị Diệp Mặc từ đại trí tiên sơ kỳ đến đại trí tiên trung kỳ. Hay là Diệp Mặc không có chậm chế thời gian, vốn là dự định giới thiệu những người còn lại cho Diệp Mặc biết, nhưng bởi vì lúc trước nhiều người đợi Diệp Mặc hơi không kiên nhẫn, cô cũng lười đi giới thiệu. Phải mặt Diệp Mặc lộ ra xấu hổ chuyển âm với Kế Khôn: Hy Nguyệt tử, kỳ thực em là ẩn số tu vị, mấy năm trước em đã là đại la tiên sơ kỳ, giờ chỉ là đem tu vị của mình ẩn giấu dưới đại trí tiên trung kỳ mà thôi. Phòng nghe mắt an tĩnh, sau một lát lập tức cười vang, tiếng cười chỉ có một số thiện ý, một số là mỉa mai. Khó trách mọi người ở đây cười to, ở đây tu vị thấp nhất là đại la tiên trung kỳ viêm mãn, còn những người đây không phải đại la tiên hậu kỳ thì là đại la tiên viêm mãn, thậm chí nửa bước tiên thiên. Diệp Mặc một đại la tiên sơ kỳ còn giấu giếm tu vị đúng là buồn cười. Đương nhiên chuyện này chưa phải buồn cười nhất là cây đao Diệp Mặc vác sau lưng. Xem vào đao biết ngay không phải vật tốt, một cây đao như vậy mà khoe khoang đeo trên lưng cũng không sợ mất mặt. Người trong phòng xuất thân đều không đơn giản, gần như tệ nhất là tiền khí thượng phẩm, thậm chí là còn có tiền khí cực phẩm. Diệp Mặc đeo một cái thanh đao như vậy trên lưng khó tránh khỏi làm người ta buồn cười. Liên tưởng tới một đại la tiên sơ kỳ như Diệp Mặc cũng muốn giấu giếm tu vị, thì cảm thấy hắn đeo cái thanh đao tàn tạ trên lưng cũng không có hiếm lạ. Bởi quan hệ giữa Kế Khôn và đám Quý Thư, tất cả mọi người đợi 2 ngày cũng biết Diệp Mặc xuất thân tán tu, đại bộ phận những người bật cười không phải là cười nhạo, đương nhiên có người miệng mài cũng khó tránh khỏi. Diệp Mặc căn bản không thèm để ý tiếng cười, nếu hắn muốn truyền âm tuyệt đối không có khả năng cho người ta nghe, chính là vì hắn muốn lộ tu vị thực sự của mình mới cố ý lộ truyền âm. Kế Khôn lòng cực kỳ kinh hãi, hiểu rõ Diệp Mặc là người cực kỳ lợi hại, Diệp Mặc tuyệt đối không kém cỏi hơn bất cứ đại la tiên viêm mãn. Thì cô từng hoài nghi Diệp Mặc ẩn giấu tu vị, nhưng cô biết rõ nếu mà Diệp Mặc thực sự muốn truyền âm cho cô vậy tuyệt đối không có người ta nghe. Giờ Diệp Mặc truyền âm bị người ta nghe thấy, giải thích duy nhất là Diệp Mặc cố ý. Chẳng lẽ Diệp Mặc thực sự trong vòng 5 năm thăng cấp đại la tiên, đây quả thực là quá kinh người. Kế Khôn thông minh sáng suốt nghĩ một chút liền hiểu ý Diệp Mặc, lập tức ra vẻ không vui. Ở đây chỉ có em là tu vị thấp nhất, có gì hay mà giấu giếm.
Về mặt Siêu Bạc xấu hổ cực độ khôi phục tu vị Đại La Tiên sơ kỳ, lòng thầm thở phào nhẹ nhõm, biết rõ Kế Khôn à có điểm hoài nghi, nhưng hắn không có lo lắng, tin vào con mắt của mình. Kế Khôn là người trọng tình, chẳng những sẽ không nói ra ngay cả, hỏi cũng không có hỏi. Hà, Diệp Huynh, Huynh giấu giếm ta thật là khổ, ta còn thực nghĩ cậu là Đại Trí Tiên. Hóa ra cậu là Đại La Tiên, công pháp ẩn giấu của Huynh không tệ, không tệ. Quý Thư cười một tiếng nói. Tiếp theo đó mấy người ân hồn, Tề Bắc Thư, Cửu Nhĩ Nhạn nhàng nhào tán dương công pháp ẩn giấu của Diệp Mặc. Cửu Nhĩ Nhạn càng mừng rỡ. Tôi nói lúc trước tại sao Huynh có thể đối với một số tu luyện Đại La Tiên cũng biết, sao Huynh là Đại La Tiên từ lâu. Diệp Sư Huynh về sau ta lại làm phiền Huynh. Diệp Mặc nằm mỉm cười vội nói. Không sao, nếu tôi biết chắc chắn là không có dấu giếm. Sở dĩ lộ ra tu vị vì Diệp Mặc không biết mình có phải ở lại Thượng Thiên Vực trong thời gian bao lâu nữa. Thượng Thiên Vực không ít tiền đế, một khi bị tiền đế phát hiện ra công pháp ẩn giấu của mình là cực kỳ không ổn. Công pháp ẩn giấu của hắn là từ Tam Sinh Quyết mà có, cái này không thể tùy tiện lộ ra. Còn một điều nữa, lúc trước hắn giết một thủ hạ Tiểu Tiên Vương, giờ Tiểu Tiên Vương khẳng định đã biết. Nếu hắn là Đại La Tiên sơ kỳ giết Đại, nếu hắn là Đại Ất Tiên sơ kỳ giết Đại La Tiên trung kỳ còn chưa hiếm lạ. Một khi hắn dùng tu vị Đại Trí Tiên sơ kỳ giết Đại La Tiên trung kỳ không chừng bị người ta hoài nghi. Ninh Nga Tiên Tử mặt không cảm xúc. Diệp Mặc thấy cô ngồi cùng Thành Ca tuấn tú, đoán chừng Phiêu Miểu Tiên Trì là chọn được thánh nữ. Phương Thành đứng lên nói, nếu tất cả mọi người đã tới vậy thì tranh thủ thời gian, trên tiên thuyền chúng ta lại càng thảo luận tiếp. Đi đâu? Diệp Mặc nghi ngờ hỏi. Hắn chỉ biết Kế Khôn bảo hắn tới gặp nhau, sau đó Kế Khôn dẫn hắn đi tìm Bồng Việt Tiên Quả. Còn phải đi đâu kiếm Bồng Việt Tiên Quả, Diệp Mặc lại không có biết. Kế Khôn mỉm cười lấy một miếng ngọc bài đưa Diệp Mặc. Đây là thẻ bài chị lấy giúp em. Em cầm đi, trước tiên chúng ta ngồi tiên thuyền đi thiên vực thứ nhất. Thiên vực thành vì thiên, sau đó nghe theo sắp xếp của tiên đế. Thế Diệp Mặc có hiểu, Tể Bắc Thương vỗ vai Diệp Mặc. Diệp Huynh, anh không nên xem thường tấm thẻ bài này. Thẻ bài này không phải bất kỳ ai cũng có thể lấy được. Chị của anh Hy Nguyệt Tiên Tử vì tấm thẻ bài này tốn không ít tâm trí. Diệp Mặc nhận thẻ bài không hiểu hỏi, nếu đã đi thành vì thiên vậy tại sao không dùng truyền tống trận? Kế Khôn là kiên nhẫn giải thích, vì lần này đi thành vì thiên còn có nhiệm vụ, tiên thuyền đi thành vì thiên cần chừng một năm. Thời gian một năm này tất cả mọi người có ngọc bài có thể lên tiên thuyền đều phải bắt hư không phi tuyết. Trong hư không chỉ có 1000 người đến trước mới có thể thấy tiên đế đại nhân. Không ngờ gặp tiên đế, Diệp Mặc lập tức có chút không tình nguyện. Huống hồ thành vì thiền vô cùng xa xôi, nếu chúng ta nhiều người như vậy mà dùng truyền tống trận tới đó, kiểu hào tốn như vậy tiên nhân bình thường căn bản chịu không nổi. Cấu Nhạn bên cạnh giải thích. Diệp Mặc nhẹ gật đầu, Kế Khôn cũng là vì muốn tốt cho hắn. Nếu như mình không đi, Kế Khôn dù là lấy được Bồng Việt Tiên Quả chỉ sợ không tới phiền cô làm chủ. Hơn nữa Kế Khôn biết rõ thực lực quán, nó không chừng hắn có thể lấy được Bồng Việt Tiên Quả. Diệp Mặc nghĩ tới lúc trước hắn là Đại Trí Tiên sơ kỳ, phàm sĩ trung niên kia cũng không có phát hiện thế giới trang vàng. Hiện tại hắn là Đại La Tiên, chỉ cần giấu thế giới trang vàng ở chỗ sâu nhất trong thức hải, dù tiên đế cũng khẳng định không phát hiện ra được. Nghĩ tới đây Diệp Mặc hơi là nhẹ thở ra. Thậm chí hắn là còn hơi chờ mong gặp tiên đế. Không tiên đế kia không biết có mặt hay không. Nếu mà táp không tiên đế có mặt, Diệp Mặc rất muốn nhìn xem táp không tiên đế có phải là người trong trí nhớ của hắn. Cả đám tiến về truyền tống trận đằng trước, vận chuyển tới tiền thành Chát Khuê. Tiên thuyền tiến đến thành vì tiền chính là đỗ tại tiền thành Chát Khuê của Phạm Độ Thiên. Nghe mọi người nói chuyện phiếm, Diệp Mặc mới biết địa vị thành vì thiền tương đương với Nguyễn Nhạc Thiên của Trung Thiên Vực, thuộc hàng thiên vực hàng đầu Thượng Thiên Vực. Hơn nữa, cách 10 thiên vực lớn là cực kỳ xa xôi, thậm chí là thông qua giới vực loại truyền tống trận cự ly siêu xa, giá cả vận chuyển căn bản là đắt hơn bình thường rất nhiều. Đồng thời Diệp Mặc cũng biết tiền nữ áo tím che mặt chính là thánh nữ mới của Phiêu Miểu Tiên Trì, Mịch Vân Tiên Tử. Mấy người khác mà hắn không quen biết đều có quan hệ không tệ với nhóm Quý Thư. Bởi mọi người quan hệ không tệ hợp nhau mới là hợp thành một chỗ tiến về tiền thuyền. Phạm Độ Thiên, Diệp Mặc từng nghe một lần lúc trước dưới đáy hầm nước Hỗn Độn Tinh Vực, cái đầu lâu kia kêu là hắn đi giết tiên tử Uất Kim Hương của cựu Phạm Tiên Trì Phạm Độ Thiên. Lúc ấy bị án một cái tiếng chối tử luôn. Mới là lúc đó chỉ là Kim Tiên kêu hắn đến Thượng Thiên Vực giết người, trừ khi hắn bị điên.
Xe bác không thể đi, cửu phạm tiên trì cũng lười đi hỏi cửu phạm tiên trì rốt cuộc ở đâu. Sau khi là từ chuyến tống trận của tiền thành chất khuê ra, xe mặc cùng với người khác tiến về chỗ tiền thuyền. Khi một hàng mười mấy người xe mặc đến chỗ tiền thuyền nèo đỗ, ở đây sớm là chật ních tiền nhân đến từ thiên vực lớn. Những người này phần lớn là đại la tiền hậu kỳ, một số ít là đại la tiền trung kỳ. Bởi vậy có thể thấy được Kế Khôn giúp hắn một đại trí tiền lấy được một cái tấm thẻ bài lên thuyền nhất định khó khăn. Là ngươi, một cái giọng lạnh lùng nghiêm nghị vang bên tai Diệp Mặc. Diệp Mặc nghe thấy giọng lập tức toàn thân giật mình, giọng hắn quá quen. Đột nhiên xoay người không ngờ đứng trước mặt chính là Nghiêm Cửu Thiên cực kỳ trẻ tuổi. Trong 1752, Nghiêm Cửu Thiên bí mật. Sát cơ trên người Nghiêm Cửu Thiên truyền tới Diệp Mặc nắm chặt nắm đấm. Biết rõ Nghiêm Cửu Thiên tại sao muốn giết hắn. Điều khiến hắn khó tiếp nhận là tu vị Nghiêm Cửu Thiên còn cao hơn hắn là đại la tiền hậu kỳ. Diệp Mặc khẳng định mình nhìn không lầm, tuyệt là đại la tiền hậu kỳ. Sắc mặt Diệp Mặc bình tĩnh, nội tâm thì như nổi sóng. Dù là Nghiêm Cửu Thiên có từ chất tốt đi nữa, cũng là sao có thể lên đại la tiền hậu kỳ? Đây tuyệt đối không có khả năng. Khi hắn có được trận bàn thời gian nguyên thần hư nhược kia là nói rằng trên tiên giới căn bản không tìm được trận bàn nào khác, vậy thì tu vị Nghiêm Cửu Thiên từ đâu mà đạt? Bản thân mình có trận bàn thời gian mỗi thời mỗi khắc là tìm kiếm tại nguyên tu luyện, cơ duyên là phi thường tốt, còn có cả thế giới trang vàng cũng khổ chúc, thế nên lúc này mới luyện tới đại la tiền sơ kỳ. Tốc độ này là khoáng cổ tuyệt kim, vậy mà tốc độ Nghiêm Cửu Thiên so với hắn còn nhanh hơn, khiến nội tâm Diệp Mặc căn bản không tin. Lùi một bước mà nói thì cho dù Nghiêm Cửu Thiên có trận bàn thời gian, có tài nguyên tu luyện cao cấp cũng không thể đạt được đại la tiền hậu kỳ. Căn cơ bất ổn, tâm thần không vững chắc, đó là điều mà tu luyện giả tối kỵ. Loại thiên tài như Nghiêm Cửu Thiên càng không thể không biết. Quả nhiên lần trước người cũng ẩn nấp tu vị giống ta, bảo sao có thể một cái huyền tiên hậu kỳ lợi hại như vậy. Diệp Mặc nhìn chằm chằm Nghiêm Cửu Thiên chậm giọng nói, nếu như hắn biết rõ gặp phải Nghiêm Cửu Thiên chỗ này chắc chắn không tới đây. Không phải sợ Nghiêm Cửu Thiên mà sợ tu vị của mình bại lộ. Bất quá tốc độ tu luyện Nghiêm Cửu Thiên so với tốc độ quán còn nhanh hơn, hiển nhiên bí mật y không nhỏ. Ánh mắt tản mát ra sát cơ của Nghiêm Cửu Thiên lạnh như mũi tên băng, nhìn chăm chăm Diệp Mặc lạnh giọng. Còn ta là tự tin không nhìn lầm, lần trước người tuyệt đối không có ẩn nấp tu vị. Tốc độ tu luyện của người nhanh đến mức khiến ta không tin được. Hơn nữa ta cho người biết ta cũng giống người lần trước không ẩn nấp tu vị. Mắt Diệp Mặc ngừng tụ, biết rõ Nghiêm Cửu Thiên nói như vậy nào. Vì yên tâm có chỗ dựa chắc chắn, tự tin rằng mình không dám tiết lộ bí mật y, sát cơ nội tâm của Diệp Mặc bắt đầu dâng lên. Không chút nào yếu thế, nhìn chằm chằm Nghiêm Cửu Thiên, sát cơ là điên cuồng vọt mạnh. Còn run lần trước của ngươi không có bị đập chết chứ? Diệp Mặc nhìn sát cơ tràn ra ngoài của Nghiêm Cửu Thiên, nội tâm là một ít sang quái. Hắn khẳng định Nghiêm Cửu Thiên không dám động thủ ở đây. Quả nhiên Nghiêm Cửu Thiên nghe lời của Diệp Mặc, sắc mặt hiện nền hắc khí. Một đạo sương mù màu đen giống như uốn lượn cổ tay. Lúc này Nghiêm Cửu Thiên dường như cố gắng khống chế chính mình. Đạo sương mù màu đen chỉ là uốn lượn một vòng thu lại. Diệp Mặc nhíu mày, lòng là bỗng nhiên dâng cái cảm giác kỳ quái. Biết rõ là đạo khói đen kia là đòn sát thủ của Nghiêm Cửu Thiên, cũng là pháp bảo sở trường nhất của y. Thế nhưng lần này hắn là trông thấy tia màu đen kia uốn lượn quanh cổ tay Nghiêm Cửu Thiên, lại có cảm giác quen thuộc kỳ quái. Cảm giác này không phải bởi hắn từng chiến đấu cùng cái sương mù đen kia, mà là cảm giác khác. Hà, cái gì mà con run con? Tế Bắc Thương cười hà hà, đứng cạnh Diệp Mặc. Cười xong y là đưa mắt khiêu khích đánh giá Nghiêm Cửu Thiên. Vừa rồi Nghiêm Cửu Thiên động sát cơ với Diệp Mặc, Tế Bắc Thương đương nhiên thấy. Diệp Mặc là bằng hữu của hắn, đương nhiên là trợ giúp Diệp Mặc. Diệp Mặc biết rõ Tế Bắc Thương hiểu lầm. Hắn nói con run con là cái con tin sùng cự sao màu bạc. Còn Tế Bắc Thương khẳng định nghĩ rằng mình mỉa mai cái thứ đồ chơi của đối phương là run con. Thế nhưng Diệp Mặc là lười giải thích. Cái lần đó chiến đấu cùng Nghiêm Cửu Thiên cũng không có gì để giải thích. Nghiêm Cửu Thiên hừ lạnh một tiếng, lướt nhìn Tề Bắc Thương, mới là nhìn chằm chằm Diệp Mặc. Hy vọng lần tới gặp người cũng vẫn có vận khí tốt như vậy, và ta cũng cho người biết thế nào là kết cục của kẻ lấy đồ của ta. Nói xong y liền xoay người rời đi. Y biết rõ chỗ này không có cách nào động thủ với Diệp Mặc cả. Tiểu tử, người quả là hùng hăng càn quấy. Người cho rằng mình là thiên chủ thiên vực hay là thánh đế viễn cổ? Ngủ ngốc, chỉ là đại tiên mà thôi, kiêu ngạo cái rắm gì. Trong miệng Tề Bắc Thương nói Nghiêm Cửu Thiên đừng kiêu ngạo, mà chính y lại cực kỳ phách lối gào lên đối với Nghiêm Cửu Thiên.
Nhưng cửu thiên nửa giận ngút trời sát cơ càng hiện lên. Màn sương màu đen như có như không lại xuất hiện trên cổ tay. Lần này là tiếp tục nhẫn nhịn được. Diệp Bạc nghe lời của Tề Bắc Thường, đầu lại giống như là bị dội một cái gáo nước lạnh tỉnh ngộ. Nhớ tới cái cảm giác quen thuộc kỳ quái do cái tia sương mù màu đen mang, cái khí tức viễn cổ thê lương là gì? Hơi thở giống hệt với khí tức bên trong tiền phần lĩnh. Nói cách khác chính là cái kia, là sợi dây sương mù màu đen. Nghiêm cửu thiên rất có thể là nguồn gốc từ trong di tích viễn cổ. Nhưng mà từ lần trước hắn thấy nghiêm cửu thiên mới chỉ là huyền tiên. Một cái huyền tiên tư cách gì mà đi vào di tích viễn cổ? Cho dù y vào di tích viễn cổ, nhận được cái hắc giác vụ tuyến, sao có thể thi triển một cách tự nhiên như thế? Nghiêm cửu thiên thi triển hắc giác vụ tuyến kia, Diệp Mặc tận mắt thấy, có thể biến hóa thành trường thương, thành vô số mũi tên màu đen, thành sóng thần trỗi dậy. Hơn nữa, một cái loại hình thái của hắc vụ, hắc giác vụ tuyến, quy lực công kích là cực kỳ mạnh mẽ. Tử đao của Diệp Mặc là mang theo mấy chục năm, nhưng Diệp Mặc vẫn là tự nhận khả năng khống chế quán đối với tử đao kém sang Nghiêm cửu thiên khống chế hắc giác vụ tuyến. Lúc này Diệp Mặc cảm giác hắc giác vụ tuyến vẫn là một phần thân thể của Nghiêm cửu thiên. Nghiêm cửu thiên thoạt đầu nhìn đâu có nhiều tuổi, Diệp Mặc khẳng định Nghiêm cửu thiên còn trẻ hơn so với hắn. Một người trẻ như vậy làm sao khống chế thuần thục một cái hắc giác vụ tuyến có khí tức viễn cổ? Diệp Mặc bắt đầu hồi tưởng lần đầu gặp hắn. Lúc ấy Nghiêm cửu thiên tự xưng là bổn tiên, mà theo Diệp Mặc biết, ở tiên giới này tu vị dưới đại tiên đều là tu sĩ không có tự xưng là bổn tiên. Đương nhiên có một số thiên tiên mặt dày tự xưng là bổn tiên, nhưng Nghiêm cửu thiên hiển nhiên không phải loại người này. Đã liên tưởng đến độ tuổi trẻ như vậy của Nghiêm cửu thiên tu vị tiến bộ cách xa đáng sợ như thế, Diệp Mặc lập tức hoài nghi Nghiêm cửu thiên là một đại năng đoạt xá hồi sinh. Hơn nữa Nghiêm cửu thiên đoạt xá nguyên thần còn là hoàn toàn nguyên vẹn, thậm chí không cần đoạt xá cũng là khôi phục được thân thể, nhưng y lại lựa chọn đoạt xá. Nếu quả như thế, tu vị Nghiêm cửu thiên tăng lên nhanh chóng cũng là dễ hiểu. Một đại năng tiên nhân thượng cổ có năng lực khôi phục thân thể lại lựa chọn đoạt xá, như vậy cũng có thể thấy được đối tượng y đoạt xá tuyệt đối là thiên tài trong những thiên tài. Loại người này tu luyện thậm chí là so với mình cũng không có bình cảnh. Chỉ cần có tài nguyên là không ngừng tấn cấp, hoặc nói chỉ cần có tài nguyên y không ngừng khôi phục tu vị. Lần trước mình và y kém nhau một đẳng cấp nhỏ, lần này đã là 2, lần sau có lẽ là càng lớn. Diệp Mặc nghĩ lòng càng lo lắng, nhưng lại không có kế khả thi. Có trách vì sao y chỉ là một cái huyền tiên có thể lĩnh ngộ pháp tắc không gian, còn là mình nhờ Tam Sinh Quyết Thủy Tổ công pháp thiên hạ thông qua cái lần Nghiêm cửu thiên thi triển pháp tắc không gian mới nắm giữ được một cái tia pháp tắc. Càng làm Diệp Mặc lo lắng là đối phương có nhận ra thế giới thạch quán hay không. Lúc này hắn chỉ là hy vọng thế giới thạch quán được luyện hóa lần nữa, còn tu vị đối phương lại quá thấp. Hơn nữa lúc đó cả hai là toàn lực đánh nhau, không có tâm tư dò xét thế giới thạch. Diệp Mặc cũng biết Nghiêm cửu thiên có thể là nhận ra thế giới thạch quán rồi. Diệp Mặc, cậu nghĩ gì thế? Chỉ là một đại la tiên hậu kỳ, sợ cái gì? Tề Bắc Thường vỗ vai Diệp Mặc trầm tư. Sao thế? Mấy người cái khô này nhào nhào tới cạnh quanh Diệp Mặc mà hỏi. Diệp Mặc lắc đầu, không có gì, chỉ là gặp một cái kẻ không thể hảo hữu được. Diệp Mặc không muốn nói mọi người là không có tiếp tục hỏi. Lúc này là có chút hưng phấn cho chuyện làm sao bắt được hư không phi tuyết. Lúc này thì quảng trường dần nổi bật lên theo thời gian. Ở bên ngoài tiên thuyền cực đại, phía trên quảng trường, tiên nhân kia là chia nhóm 3, nhóm 5 người, hoặc là 10 người một nhóm. Tất cả tiên nhân trên quảng trường là hợp thành từng đoàn thể nhỏ, sau đó là cùng nhau thảo luận tu vị, hoặc là thảo luận về khả năng lấy được phần thưởng đi tới thành vị thiên. Diệp Mặc cùng kế khôn quý thư cùng mười mấy người là rất tự nhiên tập trung một chỗ, cùng nhau nghị luận làm sao để bắt hư không phi tuyết. Đối với việc bắt hư không phi tuyết, Diệp Mặc căn bản không có để trong lòng. Với tốc độ lưới thần thức quán, nếu muốn bắt hư không phi tuyết tuyệt đối là không thua bất cứ ai. Lúc này điều khiến cho hắn phải một bụng tâm sự không phải hư không phi tuyết mà là Nghiêm cửu thiên. Thấy mọi người thảo luận nhiệt liệt thì Diệp Mặc đột nhiên lên tiếng. Nếu có thể nắm giữ một loại pháp tắc lợi dụng pháp tắc bắt hư không phi tuyết thì có phải đơn giản không? Cái con nghi hoặc nhìn Diệp Mặc, cô không biết Diệp Mặc nói vậy ý gì. Cô biết rõ Diệp Mặc là nắm giữ một tia pháp tắc không gian, nhưng đó là chuyện tuyệt không thể bại lộ. Một khi bại lộ chính là phiền phức ngập trời. Giờ Diệp Mặc rõ ràng là chủ động nhắc tới pháp tắc, hắn muốn làm gì? Quý thư lắc đầu. Đầu tiên chưa nói việc đại tiền khó có thể nắm giữ pháp tắc, thậm chí còn không có khả năng nắm giữ pháp tắc chi lực. Mà cho dù là có
cũng chỉ là có thể nắm giữ được một cái tia pháp tắc nhỏ. Mà một tia pháp tắc này muốn nhanh chóng tóm được hư không phế tuyết, thần thức còn chưa nhìn thấy là chuyện cực khó khăn. Vậy là loại pháp bảo nào lợi hại nhất? Diệp Mặc lại vô lý hỏi. Diệp Mặc là một đại la tiên sơ kỳ ẩn nấp tu vị, hơn nữa lừng đèo thành đào tàn. Mọi người là quen với cách lạ vối của Diệp Mặc. Hiện tại Diệp Mặc hỏi câu hỏi này chả ai thấy kỳ quái. Ngoài dự liệu, mọi người chính là vị tiền tử áo tím che mặt của Phiêu Miểu Tiên Chỉ đáp lời. Trên thực tế, bất luận cái pháp tắc gì, nếu mà tu luyện tới cực hạn đều là lực lượng đáng sợ trong vũ trụ, không thể ngăn cản. Đương nhiên, nếu như cứ nhất thiết phải phân chia, đối với những cái tiên nhân cấp thấp như chúng ta, pháp tắc thời gian có khả năng là loại lợi hại nhất. Diệp Mặc kỳ quái vì sao thánh nữ Phiêu Miểu Tiên Chỉ không hề cười nhạo hắn, mà ngược lại là chủ động trả lời vấn đề của hắn. Bất quán cũng không có nghĩ nhiều mà lại là tiếp tục khiêm nhường. Đa tạ thánh nữ sư tỷ giải thích. Vậy thì nếu như đem pháp tắc không gian tu luyện tới cực hạn có phải hay không cũng không bằng được pháp tắc thời gian. Những cái vấn đề ngu ngốc của Diệp Mặc sớm không có người để ý, nhưng khiến cho mọi người là kỳ quái là vị thánh nữ Phiêu Miểu Tiên Chỉ tại sao là chủ động trả lời cái vấn đề ngu ngốc của Diệp Mặc. Thánh nữ áo tím chậm ngâm một lát nghiêm túc đáp. Thực tế, khi mà tu luyện pháp tắc không tới cực hạn cũng không có chênh lệch với pháp tắc thời gian. Tuy nhiên từ trước tới nay, chưa từng có người nào tu luyện hoặc là lĩnh ngộ một loại pháp tắc nào cho tới mức cực hạn cả. Từ viễn cổ xa xưa tới nay, trên tiên giới này có người nào tu luyện pháp tắc thời gian và pháp tắc không gian đạt được mức cực kỳ lợi hại hay không? Sẽ mặc rốt cuộc hỏi đến vấn đề thực muốn hỏi. Nếu Nghiêm Cửu Thiên là tiên nhân thượng cổ đoạt xá, hơn nữa tu bị huyền tiên là nắm giữ được một cái tia pháp tắc không gian, vậy nghĩa là y là từng đại năng khống chế pháp tắc không gian. Với Diệp Mặc mà nói, biết được vị đại năng thời thượng cổ nắm giữ pháp tắc không gian, nói không chừng có thể giúp hắn tìm được manh mối đời trước về Nghiêm Cửu Thiên. Trong 1753, thì ra là một đại đế. Một gã đại la tiên Diệp Mặc không quen biết, hình như vì phụ họa theo thánh nữ áo tím của Phiêu Miểu Tiên Chỉ chủ động trả lời giúp. Người không chế triệt để nhất đối với pháp tắc thế gian chắc hẳn là chân thánh đế. Ngoài chân thánh đế ra thì trước thánh đế cũng ưu tú không kém, thậm chí là thi triển thần thông của mình khiến thời gian đảo ngược. So với pháp tắc thời gian mà nói, đại lăng khống chế pháp tắc thời gian không gian còn nhiều hơn, ví như Cổ Bảnh Đế, Vô Đạo Đại Đế, Vô Song Đại Đế, Lâm Cô Đại Đế đều là đại năng khống chế pháp tắc không gian. Diệp Mặc ôm quyền, cúi người đáp. Cảm ơn vị sư huynh này giải thích. Trần Thánh Đế thì tôi biết, Bảnh Đế và Vô Song Đại Đế tôi cũng nghe qua, chỉ không biết trước Thánh Đế và Vô Đạo Đại Đế, Lâm Cô Đại Đế là ai. Các đại la tiên kia vì thánh nữ áo tím của Phiêu Miểu Tiên Chỉ, hình như với Diệp Mặc cũng không có tệ, mới chủ động giải thích cho Diệp Mặc. Giờ Diệp Mặc mặc dù là tu vị thấp kém, kiến thức cũng không nhiều, nhưng lễ tiết chu đáo, cũng hài lòng gật đầu. Thế Diệp Mặc tiếp tục hỏi thăm một số người có chút không hiểu, đứng cũng lắng tai nghe, gã lúng túng lại có chút hứng thú nói. Trước thánh đế tôn danh là Bạch Trước Hoa, nghe nói ông ta có môi lực kỳ dị, đứng thứ hai là Thiên Địa Tinh Hà Xích, hơn nữa Tinh Hà Xích của ông thăng đến thần diễm, hơn nữa còn là luốt tinh không viêm tủy trở thành vua trong loài lửa. Ông thông qua thần diễm Tinh Hà Xích chứng đạo thành công, thành tuyệt thế đại năng, chỉ đứng sau Trần Thánh Đế. Nghe nói năm sau đó khi đánh nhau với Trần Thánh Đế cũng giống Trần Thánh Đế, cuộc chiến đó là không xuất hiện. Mọi người nghe tới đây là thở dài, tu vị đến trình độ Trần Thánh Đế và trước Thánh Đế cũng là chứng đạo thánh nhân mà mất mạng. Có thể thấy trong vũ trụ mênh mông không có tiên nhân nào không thể mất mạng. Các đại la tiên kia thấy mọi người chăm chú nghe, tiếp tục nói. Vô Đạo Đế vốn tên là Nghiêm Vô Đạo. Ông ấy xuất đạo muộn hơn Trần Thánh Đế và trước Thánh Đế một chút, cũng là tuyệt thế đại năng. Trong viễn cổ tinh hà, tuyệt thế đại năng cũng không ít ỏi như giờ, cho dù là bán thánh cũng là có hơn mấy chục vị. Nghe nói, khi ông chứng đạo thất bại biến mất khỏi Trường Hà tiên giới, sẽ mặc thế Vô Đạo Đại Đế họ Nghiêm lập tức muốn hỏi thăm, nhưng có người hỏi nhanh hơn hắn. Trước Thánh Đế thông qua thần diễm tinh hà chứng đạo thành công, vậy Vô Đạo Đại Đế kia chứng đạo thế nào? Vô Đạo Đại Đế kia kinh tài tuyệt diễm, cách thức chứng đạo của ông ta khác. Ông ta người khác căn bản nghĩ không dám nghĩ.
Thế đại la tiền kia vừa cười, nói đến chỗ này chẳng những Diệp Mặc ngay cả những người ở đây lắng nghe xót xa muốn biết vô đạo đại đế chứng đạo thế nào, thậm chí một số người bên cạnh là nghe ngóng. Tên đại la tiền kia thở dài, vô đạo đại đế quả là kỳ tài thế gian, không ngờ nghĩ ra cái cách thông qua 33 thiên vực chứng đạo. Không ai có thể hiểu được cách làm thiên tài của ông, nhưng có thể chắc chắn một khi vô đạo đại đế có thể từ 33 thiên vực chứng đạo, đại thần thông của ông khó mà tưởng tượng. Diệp Mặc không hiểu làm sao thông qua 33 thiên vực chứng đạo, người khác cũng không hiểu, ngay cả đại la tiền nói chuyện cũng không có hiểu. Quả nhiên tên đại la tiền kia nói, thông qua 33 thiên vực chứng đạo tu vị của chúng ta quá thấp, không ai có thể lý giải nổi. Tương truyền vô đạo đại đế sau khi chứng đạo đến thiên vực thứ 24, đột nhiên thất bại, bỏ mình đạo tiêu. Sau đó không có tin tức về vô đạo đại tiên. Thực ra tu vị của vô đạo đại tiên hoàn toàn là xưng bán thánh đế. Tên đại la tiền nói chuyện của Lâm Cô đại đế, Diệp Mặc lòng chấn động, dường như là nắm tám phần nghiên cứu thiên là vô đạo đại đế. Ông chứng đạo sau 24 thiên vực chỉ thiếu đến 9 thiên vực thất bại, điều này là hòa cũng thành oán niệm của ông. Ông lấy tên là Nghiêm Cửu Thiên, nói không chừng là sau khi đoạt xá vẫn muốn chứng đạo 33 thiên vực. Diệp Mặc tự nghĩ trong lòng, mơ hồ nghe thấy đại la tiền kia nói vô đạo đại đế là vì hành sự trước giờ chỉ có hỉ nộ ái ô của mình, không quan tâm cái nhìn cái người khác, cho nên đắc tội rất nhiều người. Diệp Mặc khẽ giật mình, vô đạo đại đế kia đắc tội với nhiều người chứng tỏ ông cũng không dám khiến cho người ta biết lai lịch. Ngay từ đây Diệp Mặc cuối cùng cũng an tâm, chỉ cần Nghiêm Cửu Thiên giống hắn không dám lộ ra lai lịch của mình, cũng không sợ Nghiêm Cửu Thiên, thậm chí bây giờ không sợ đại đạo tam thiên, chỉ có một cách nói không rõ. Xem ra con đường chứng đạo là vô cùng vô tận, có tiền đế hoặc là không có vật hỗn độn cũng có thể chứng đạo thành công. Sau khi thu hồi sự kiêng kỵ với Nghiêm Cửu Thiên, Diệp Mặc bỗng nhớ tới một chuyện lần nữa ông quyền. Vị sư huynh này, tôi nghe nói anh nói là thần diễm tinh hà xích của trước thanh đế nuốt tinh không viêm tủy rồi, vậy tinh không viêm tủy đó không biết bộ dáng thế nào. Tôi có nhìn một cái cổ giản có viết tinh không viêm tủy chỉ là một cái khối khoáng thạch mềm nhũ nhiệt độ lại là cực cao phải không? Tên đại la tiên kia mỉm cười nắc đỏ, không phải, tinh không viêm tủy sở dĩ là cực kỳ ít vì bước trưởng thành đầu tiên của tinh không viêm tủy cực kỳ khó khăn. Anh nói thứ có hình dạng mềm nhũn như đậu phụ đó chính là hình dạng đầu tiên của tinh không viêm tủy, có lại hình dạng này bình thường cực kỳ trong tiên giới. Nếu có một cái tiên giới nào giới diện của tù trần giới, có lẽ có, nhưng ở tù trần giới thì tinh không viêm tủy trạng thái đó khó mà thu được nhất, vì dù là hóa trần tù trần giới cũng không thể tiếp cận được với trạng thái tinh không viêm tủy. Nhưng tinh không viêm tủy là thứ quý giá nhất, một khi lấy được rồi dùng để niết bàn thiên hỏa là thứ tốt nhất. Sau khi mồi lửa trạng thái như vậy trưởng thành mức độ nhất định, ở tu chân giới dần là mở rộng phạm vi thiêu đốt, cho nên khi mà chu vi hàng tỷ dặm, thậm chí là những cái thứ trong phạm vi vì một giới mà hoàn toàn bị thiêu đốt không còn, hòa tan vào hư không, tinh không viêm tủy hòa tan hư không mới là tinh không viêm tủy thực sự, sau đó là bị ẩn giấu trong mồi lửa hư không. Những người bình thường đừng nói lấy được, dù là nhìn thấy cũng khó nhìn, dù là thấy cơ bản là không lấy được. Chính vì như vậy tinh không viêm tủy mới là thứ quý giá dị thường. Tinh không viêm tủy trạng thái như này là dần dần chút bỏ toàn bộ nhiệt độ bên trong, sau đó là tinh không viêm tủy thành thục đến trình độ nhất định, bên ngoài tinh không viêm tủy hoàn toàn là mồi lửa hư không bảo vệ, còn tinh không viêm tủy lại thành dịch thể, nhưng có loại dịch thể này lại lạnh thấu xương nhưng mà lại không biết kết băng. Tinh không viêm tủy thành dịch thể lạnh thấu xương mới là tinh không viêm tủy thực sự. Diệp Mặc là kìm nén sung sướng trong lòng, ông quyền cảm ơn, không ngờ mình đánh bậy đánh bạ lại lấy được tinh không viêm tủy hình thái đầu tiên thực sự, còn là dùng đến niết bàn thanh như hiểu thiên. Khi mọi người là sôi nổi bàn tán, lại có giọng cực kỳ vang vọng bên tai mọi người, mời những người tham gia hoạt động tranh đoạt bồng Việt tiên quả cầm ngọc bài lên thuyền. Thời gian lên thuyền cũng tới, Diệp Mặc nhanh chóng cùng với đám người xếp thành hàng lối lên trên tiên thuyền. Ngoài Thanh Vi Thiên, mỗi một thiên vực đều là mấy chục vạn người. Nhìn cái đám người đông đúc lên thuyền, Diệp Mặc nhớ chỉ có 1000 người có thể gặp mặt tiên đế, không khỏi có chút im lặng. Trong này mấy ngàn, mấy trăm ngàn, thậm chí là mấy triệu tiên nhân, cuối cùng chỉ có 1000 người lấy được bổng Việt tiên quả, thật quá ít. Diệp Mặc cũng là vài lần ngồi tiên thuyền, nhưng mà tiên thuyền rộng như ngày hôm nay thì hắn là lần đầu tiên thấy.
Hơn nữa, 1 triệu tiên nhân không ngờ mỗi người đều có phòng riêng tu luyện. Diệp Mặc đồng thời được xếp một cái phòng tu luyện, chẳng những diện tích lớn, còn có 2 cái gian, chỉ là tiên linh khí vô cùng nầm đậm. Cách cục của thượng thiên vực này không có tầm thường. Lúc này tất cả mọi người là tiến vào phòng riêng của mình tu luyện, Diệp Mặc cũng vào phòng tu luyện của mình, nghĩ đến tâm sự, đương nhiên là không có tu luyện. Theo tu vị quán tăng cao thì nguyên liệu tăng càng nhiều. Cái khó khăn nhất là đắc tội một số người, ví như Nghiêm Cửu Thiên và Lục Chính Quân đều là tài nguyên tu luyện mà đắc tội. Diệp Mặc cần ngồi trong phòng được hơn một canh giờ, cấm chế bên ngoài bỗng nhúc nhích. Diệp Mặc vùng tay mở cấm chế, thân hình Nghiêm Cửu Thiên nhanh hạ xuống phòng Diệp Mặc, hơn nữa vùng tay đánh ra cấm chế che đậy. Diệp Mặc đứng lên lạnh lùng nhìn Nghiêm Cửu Thiên, lúc này hắn cũng không sợ Nghiêm Cửu Thiên. Đừng nói Nghiêm Cửu Thiên trên tiên thuyền cũng dám ra tay, dù đã động thủ Diệp Mặc tự phụ mình cũng không thua gã. Lúc trước hắn là huyền tiên trung kỳ, Nghiêm Cửu Thiên là huyền tiên hậu kỳ, hai người dường như là sức lực ngang nhau. Có bây giờ đẳng cấp Nghiêm Cửu Thiên cao hơn hắn 2 cấp, nhưng hắn từ sau khi rời vấn đạo các lĩnh ngộ ra vài đại thần thông, thực lực đã tăng mấy trăm nghìn lần. Diệp Mặc cũng tương tự không dám khinh thường Nghiêm Cửu Thiên trước mặt. Đối phương là từ bán thánh chứng đạo giả, sự hiểu biết về thần thông tuyệt đối cao hơn hắn nhiều. Nếu như đánh nhau thì mình muốn thắng Nghiêm Cửu Thiên cũng khó khăn. Bí mật của anh không ít, tôi tưởng cho rằng cái khối thế giới thạch cũng là bí mật lớn nhất của anh, không ngờ còn có trận bàn thời gian. Nếu đoán không nhầm thì trận bàn thời gian của Trần Thánh Đế chắc hẳn trên người anh. Giọng Nghiêm Cửu Thiên vô cùng âm hàn, khiến Diệp Mặc cảm giác hình như hắn lại trở lại tiền phần lĩnh. Diệp Mặc lòng trầm xuống, thế giới thạch quả nhiên bị Nghiêm Cửu Thiên biết. Hơn nữa, đối phương chẳng những biết thế giới thạch còn biết trận bàn thời gian. Trên thực tế cũng dễ đoán, nếu hắn không có trận bàn thời gian sao mà luyện nhanh thế vậy. Thế Diệp Mặc không nói gì, giọng Nghiêm Cửu Thiên càng lạnh lùng. Sao trận bàn thời gian và công pháp thần niệm cửu chuyển ra, tôi tha cho anh một mạng. Nghiêm Cửu Thiên không hỏi quả quân thế giới thạch của Diệp Mặc, cả biết quả cân thế giới thạch Diệp Mặc tuyệt không giao. Dù là quả cân thế giới thạch còn quý hơn so với trận bàn thời gian, nhưng quả cân thế giới thạch là quý như tính mạng Diệp Mặc. Thế Diệp Mặc căn bản sinh khinh thường. Nghiêm Cửu Thiên không vội vàng lại tiếp tục nói, nếu anh chọc giận tôi nói thẳng ra trên người anh có thế giới thạch và trận bàn thời gian, cùng nắm Nghiêm Cửu Thiên tôi không cần mà thôi, nhưng anh là chết chắc. Diệp Mặc thì lạnh lùng cười, chỉ một ngón tay nói, anh cứ nói đi càng tốt, Diệp Mỗ tôi chờ. Ánh mắt Nghiêm Cửu Thiên tức giận, không ngờ Diệp Mặc là không sợ gã tiết lộ ra, chẳng lẽ thế này biết mình không muốn người khác biết trận bàn thời gian xuất hiện sao? Đối với Nghiêm Cửu Thiên mà nói thực là vậy, tầm quan trọng trận bàn thời gian đối với gã mà nói còn quan trọng hơn với Diệp Mặc. Thậm chí tu luyện tới giai đoạn tiên đế, gã không có chút bình cảnh. Nếu như có trận bàn thời gian, gã chỉ cần có được tài nguyên chuyển tu vị là được. Anh không sợ sao? Sát cơ trên người Nghiêm Cửu Thiên tràn ra, khiến không gian xung quanh hình thành từng kết trận gợn sóng mắt thường không có thấy. Tôi đến thế giới thạch của Trần Thánh Đế cũng lấy ra, sao sợ một cái vô đạo đại đế như anh? Quá đề cao bản thân anh rồi, Diệp Mặc châm chọc nói. Chương 1754, uy hiếp lẫn nhau. Nghiêm Cửu Thiên sắc mặt đại biến, lập tức là màn sương mù màu đen xuất hiện, sát cơ vàng suy suy dường như lập tức muốn ra tay. Diệp Mặc cười khẩy, khí thế trên người đồng thời sục sôi, không chút sợ hãi. Nghiêm Cửu Thiên cuối cùng là kìm chế không ra tay. Đường sương mù màu đen trên vòng tay gã dần rút đi. Gã thấy Diệp Mặc, ánh mắt không chỉ là sát khí. Vòng tay của gã dần rút đi. Ánh mắt Diệp Mặc còn là bao hàm kiêng kỵ. Gã biết mình không giết được Diệp Mặc trong này. Một khi ra tay lập tức là kinh động người khác trên thuyền. Chỉ cần thân phận bị bại lộ, gã chết cũng không có chỗ chôn thân, nói chi là chứng đạo. Anh làm sao biết lai lịch của tôi? Nghiêm Cửu Thiên lần nữa đánh ra cấm chế lạnh giọng nói. Diệp Mặc lòng là sảng khoái, càng cảm thấy phán đoán của mình may mắn. Nghiêm Cửu Thiên biết một phần bí mật của hắn, sao với hắn mà nói, hắn biết được bí mật của Nghiêm Cửu Thiên còn nhiều hơn. Hắn có thể phủ nhận chuyện lấy được trận bàn thời gian, nhưng Nghiêm Cửu Thiên là không thể phủ nhận gã là vô đạo đại đế. Tôi làm sao biết được thân phận anh không quan trọng? Quan trọng là tôi biết lần này anh là từ Thanh Vi Thiên quay về, chắc chắn là muốn đổi tên thay mặt. Diệp Mặc lật nghĩa mai Nghiêm Cửu Thiên. Loại người như Nghiêm Cửu Thiên này không có tiếp xúc với người ngoài, dù là tiếp xúc gã cũng không có sử dụng trước sau một thân phận. Nếu không phải là vì bồng Việt tiên quả rất khó lấy được, Diệp Mặc đoán chừng Nghiêm Cửu Thiên là không có tới đây.
Cho dù là Nghiêm Cửu Thiên nằm mơ cũng không ngờ gã ở trung tiên vực thấy một cái huyền tiên, mười mấy năm sau không ngờ ngồi cùng tiên tuyển với gã đến tiên vực thứ nhất thành vi thiên. Nghiêm Cửu Thiên không có trả lời, chằm chằm nhìn Dây Mặc. Anh rốt cuộc sao mà biết? Anh là cái thá gì? Tại sao phải báo cáo cho anh? Cút đi, nếu không đừng trách tôi ra tay. Vô đạo đại đế. Dây Mặc lạnh nhạt. Câm miệng. Nghiêm Cửu Thiên tái mặt. Cái gã sợ nhất chính là Dây Mặc gọi gã là vô đạo đại đế. Vậy sao tôi cứ gọi anh là vô đạo đại đế đấy? Hơn nữa, đợi sau khi tôi ra ngoài, tất cả những người có mặt trên tiên thuyền biết vô đạo đại đế có ở đây. Dây Mặc cưới hả, căn bản không coi sự uy hiếp của Nghiêm Cửu Thiên ra gì. Đi chết đi. Nghiêm Cửu Thiên là không kìm nổi tức giận trong lòng. Từ khi gã xuất đạo thế này chưa từng gặp uy hiếp như vậy. Đường sương mù màu đen trong tay nháy mắt biến thành cây trầm nhỏ sai vai trượng, thậm chí đến thần thức cũng không có quét đến đầu kia cây trầm. Căn phòng Dây Mặc không lớn, cây trầm dài sương mù màu đen hoàn toàn trói chặt không gian gian phòng Dây Mặc. Dây Mặc không trốn tránh, Nghiêm Cửu Thiên cũng là từng tiên đế, ngay cả gã bây giờ cũng không thể thi triển lĩnh vực tiên vương phong tỏa không gian, nhưng tu vị đại la tiên hậu kỳ của gã muốn trói buộc không gian xung quanh Dây Mặc không áp lực. Quấn chi người này là tinh thông pháp tắc không gian. Khi đường sương mù màu đen của Nghiêm Cửu Thiên xuất thủ, đồng thời quả cần thế giới thạch Dây Mặc giáng xuống. Chiêu xuất thủ đầu tiên của Dây Mặc dường như là cổ động 8 phần tuyên nguyên lực. Với Nghiêm Cửu Thiên, hắn không có dám nơi nào. Chiêu này dù là chưa có dốc hết sức phóng quả cần thế giới thạch, nhưng thành thế là rất kinh người. Mặc dù bộ dạng quả cần thế giới thạch xuống là vô cùng đáng sợ, nhưng chưa phải thần thông thực sự. Dây Mặc có thần thông thế giới thạch là Thái Sơn áp đỉnh, nhưng lòng Dây Mặc biết rõ lần này không phải là trận sinh tử. Nghiêm Cửu Thiên tuyệt đối không có toàn lực ra tay, hắn cũng không có xuất át chủ bài, chỉ cần thanh thế càng lớn càng tốt. Dây Mặc vừa mới xuất chiêu này, căn bản không sợ căn phòng bị thế giới thạch đánh tan, uy thế thế giới thạch càng lúc càng lợi hại. Nghiêm Cửu Thiên thấy cái thế của Diệp Cửu Thiên nâng quả cần của Diệp Mặc lên, đồng thời hét với Dây Mặc. Dây Mặc cười khẩy một tiếng cũng không có ý dừng lại, tiên nguyên không ngừng cổ động thế giới thạch, đồng thời dường như là chuẩn bị tấn công lần nữa, đồng thời lạnh lùng nói: anh muốn đánh là đánh, muốn dừng là dừng, anh cho anh là ai? Nghiêm Cửu Thiên biết Dây Mặc là uy hiếp gã, nếu không Dây Mặc có thể phóng ra thanh đao quán hoặc là thủ đoạn nào khác tấn công. Gã lòng tức giận nhưng cũng không có cách nào, chỉ tiếp tục nói: anh dừng tay trước, chúng ta nói chuyện. Dây Mặc cũng không thủ thế giới thạch, vẫn tiếp tục tạo áp lực, hơn nữa là miệng còn lẩm bẩm: chúng ta có chuyện đáng nói sao? Tôi có một khối thế giới thạch, tiền vừa muốn lấy thì lấy, tôi căn bản không quan tâm. Đúng rồi, trận bàn thời gian đó tôi cũng chưa lấy được, tin hay không tùy anh. Dây Mặc cũng không có giả bộ nữa, quả cân thế giới thạch đột nhiên toát ra khỏi đường sương mù màu đen của Nghiêm Cửu Thiên, lần nữa huyễn hóa ra tư thế điên cuồng hơn muốn đập xuống. Đối với trận bàn thời gian, Dây Mặc không có thừa nhận, dù Nghiêm Cửu Thiên chắc chắn trận bàn thời gian trên người hắn, Dây Mặc không có thừa nhận. Anh lập tức dừng tay, tôi đồng ý một điều kiện của anh. Nghiêm Cửu Thiên cuối cùng là sợ Dây Mặc gây động tĩnh lớn hơn. Hơn nữa gã là nghi ngờ Dây Mặc chưa có lấy được trận bàn thời gian, cho rằng Dây Mặc nếu lấy được trận bàn thời gian tuyệt đối sẽ giống gã không dám lộ ra ngoài. Ồ, vậy cũng được. Rõ ràng Dây Mặc là vua cũng thua cái thằng liều. Khi mà Nghiêm Cửu Thiên nói đồng ý một điều kiện, thế giới thạch quán là trôi lơ lửng trên đỉnh đầu, không tiếp tục giáng xuống, đồng thời cũng chưa thu lại. Nghiêm Cửu Thiên biết Dây Mặc là đang giả bộ, gã cũng không có cách nào. Gã cho rằng cái mạng của gã và mạng của Dây Mặc căn bản không cùng cấp bậc. Cho dù vạn tên Dây Mặc trong mắt gã cũng không bằng mạng gã. Chẳng may cái tên lỗ mãng Dây Mặc này không cẩn thận dẫn đại lăng lên tiên thuyền, coi như là gã xong đời. Thấy Dây Mặc không động thủ, Nghiêm Cửu Thiên quay người muốn rời khỏi, có chút hối hận. Tới đây gặp Dây Mặc, sớm biết thế này là gã tìm cơ hội ra tay trong hư không, sớm giết Dây Mặc. Điều kiện tôi chưa có nói, sao anh đã muốn đi? Dây Mặc lạnh nhạt. Nghiêm Cửu Thiên quay đầu đứng lại, tức giận sớm biến mất, đồng thời lạnh nhạt: anh nói đi. Nếu đã gã biết Diệp Mặc cũng biết rõ lai lịch, gã tuyệt đối không tìm Diệp Mặc vào lúc này. Gã chắc chắn tìm cơ hội giết Diệp Mặc trong hư không, nhưng bây giờ gã là chủ động tặng cơ hội cho Diệp Mặc cũng là bất đắc dĩ. Tôi bỏ ra cái giá cực lớn tới thượng thiên vực, anh sao tới được? Diệp Mặc ngữ khí lạnh nhạt nói: vì tôi có một cái thần khí hạ phẩm thời không toa. Nghiêm Cửu Thiên trầm giọng nói: thần khí hạ phẩm? Diệp Mặc lập tức tỉnh táo, thanh người quán dù là cũng mấy lần luyện chế lại thăng cấp đến tiên khí phi hành thượng phẩm, nhưng so với thần khí căn bản chưa đủ. Nếu như có thần khí hạ phẩm, hắn bay từ thượng thiên vực tới trung thiên vực nhiều lắm chỉ là 5 đến 10 năm, từ trung thiên vực tới hạ thiên vực thậm chí chỉ cần 1 năm là tới. Thứ này lại là rất cần, nếu không ngồi tiên thuyền từ thượng thiên vực tới trung thiên vực ít nhất cũng là mấy chục năm tới 100 năm. Hơn nữa vé thuyền là con số cực lớn,
Trong đó nếu mà gặp phải u linh thuyền gì đó, chỉ còn thể chôn thây cùng thuyền. Còn truyền tống trận Diệp Mặc nghĩ căn bản không nghĩ. Truyền tống trận giữa các thiên vực căn bản không phải thứ hắn có thể ngồi. Thậm chí truyền tống đó có hay không Diệp Mặc cũng có chút nghi ngờ. Thấy Diệp Mặc bộ dạng thèm thuồng, Nghiêm Cửu Thiên khinh thường. Thời không tòa hàng giả vô số. Không đợi Nghiêm Cửu Thiên nói xong, Diệp Mặc vui sướng nói: Cái của anh là hàng thật đúng không? Cái của tôi chỉ là một cái hàng nhái bình thường mà thôi, thậm chí đẳng cấp hàng giả cũng không tới. Nghiêm Cửu Thiên dường như biết ý tứ Diệp Mặc, ngữ khí bình thản: Đồ vật cứ để ở đây vài ngày, trong hư không gã không sợ không giết được Diệp Mặc. Diệp Mặc lòng chấn động, một cái thần khí hạ phẩm không ngờ còn là hàng giả, vậy thời không toa hàng thật thì biến thái cỡ nào? Suy nghĩ chỉ lóe lên chốc lát, Diệp Mặc làm bình thản nhìn Nghiêm Cửu Thiên nói: Đưa thời không toa của anh cho tôi, sau đó là anh có thể ra ngoài, tôi không có tiết lộ chuyện của anh. Vượt còi dữ liệu, Diệp Mặc đáng Nghiêm Cửu Thiên không do dự, ném một cái chiếc tiểu toa thuyền cực đẹp, quay người đi, lát sau đã rời khỏi phòng Diệp Mặc. Diệp Mặc vung tay hủy cấm chế lúc trước Nghiêm Cửu Thiên để lại, đóng lại cấm chế trong phòng, lần nữa đánh lên mấy cái đường cấm chế của mình, mới là nhặt lấy thời không toa mô phòng của Nghiêm Cửu Thiên vứt lại. Hắn hiểu suy nghĩ Nghiêm Cửu Thiên. Nghiêm Cửu Thiên sở dĩ dứt khoát vứt lại thời không toa là tự xem mình là người chết. Nhưng đồ đến tay mình thì Nghiêm Cửu Thiên kia muốn lấy lại chỉ là nằm mơ. Trừ phi Nghiêm Cửu Thiên thăng đến Thiên Vương chặn hắn lại, nếu không hắn dù đánh không nổi Nghiêm Cửu Thiên, Nghiêm Cửu Thiên cũng đừng hòng lấy lại được. Thời không toa này vô cùng tinh xảo, màu xanh đậm. Thần thức Diệp Mặc quét vào trong, bên trong có vô số cấm chế. Diệp Mặc sợ mấy cái người kế khôn tìm hắn, cố ý treo biển bên ngoài thành bế quan. Lúc này tiến vào phòng truyền tâm luyện hóa thời không toa. Thứ hữu dụng này rơi vào trong tay ngay lập tức muốn luyện hóa. Trong hư không chuyện gì cũng có thể xảy ra, một khi có thời không toa này khác gì hổ thêm cánh. Vì thời không toa là thứ lấy được từ tài Nghiêm Cửu Thiên, Diệp Mặc trong quá trình luyện hóa cũng cẩn thận. Cấm chế bên trong thời không toa tinh xảo, tầng tầng lớp lớp bị Diệp Mặc luyện hóa. Nghiêm Cửu Thiên có lưu lại vài cái dấu tích trên thời không toa cũng bị Diệp Mặc tìm ra không sót cái nào. Chương 1755, có người muốn hại Tể Bắc Thường. Thời gian một tháng nhanh chóng trôi qua, trong lúc mấy người kế khôn quý thư Tể Bắc Thường tích tìm Diệp Mặc lại là im lặng lùi về khi thấy bảng thông báo bế quan Diệp Mặc đặt bên ngoài. Đừng nói tới việc bế quan, mà ngay cả việc tu luyện trên tiên thuyền này cũng chỉ có vài người làm. Cái tiên thuyền này dừng lại ở trên đường đi, sau đó mọi người đặt sang hư không bắt hư không vi tuyết. Chỉ một chút thời gian như vậy Diệp Mặc đã tận dụng để bế quan. Người như vậy đúng là cả ngày càng ít. Với việc Diệp Mặc tỏ ra biết việc tu vị của mình quá kém, dốc sức tu luyện khiến mọi người ngược lại khâm phục. Sau đó kế khôn lại tìm Diệp Mặc thêm mấy lần, Diệp Mặc vẫn đang bế quan nhưng mà thời gian săn bắt hư không bị tuyết tới gần, cho nên lòng kế khôn gấp gáp. Hai tháng sau, thời không toa trong tay Diệp Mặc phát ra tiếng vù vù, màu xanh nhạt thu liễm lại. Mọi cảnh vật trong thời không toa đều xuất hiện một cách rõ ràng trong đầu Diệp Mặc. Lòng Diệp Mặc là cực kỳ vui mừng vì biết rõ hắn là hoàn toàn luyện hóa được cái thời không toa này. Không gian thời không toa so với ô vân trì thanh nhiệt lớn hơn tới đâu chỉ là mấy chục lần, hơn nữa bố cục vô cùng. Từng đạo tụ linh tiên trận sớm đã bố trí xong, tới khi cần dùng chỉ cần đem tiên tinh đặt vào là được. Cho dù là trận pháp phòng ngự cũng là cường đại hơn ô vân trì thanh nguyệt. Hơn nữa, còn có cả trận pháp cảm ứng giống như là hư không phi tiết, có thể tự động tạo ra một chút hư không phong bạo, lốc xoáy hư không, vân thạch, vân vân. Ở phần đuôi thời không toa có hai cái bộ điều khiển trận pháp. Một khi thời không toa toàn lực tiến lên, hai bộ điều khiển trận pháp này hoàn toàn khởi động, đẩy nhanh tốc độ thời không toa. Khiến Diệp Mặc vui mừng nhất chính là cái la bàn hư không trước mặt thời không toa. Tuy rằng trong hư không không có cách nào xác định vị trí chuẩn xác, nhưng lại có thể chỉ rõ vị trí đại khái của đại thiên vực, thậm chí có thể chỉ một cái hướng đi cụ thể tới một cái đại thiên vực nào đó. Có lẽ thời không toa không có tốc độ nhanh như hư không phi tuyết, nhưng hư không phi tuyết ở hư không hoàn toàn là con ruồi không đầu bay toán loạn. Sau khi bay vài chục năm thì không có chừng lại là lần nữa trở về nơi bắt đầu. Còn thời không toa của hắn thì lại khác, luôn có một cái hướng bay chính xác hơn là có thể để người ta khống chế. Đối với thời không toa, Diệp Mặc cảm thấy hài lòng. Cuối cùng có một cái kiện pháp bảo phi hành có đẳng cấp. Tuy biết rõ là ý Nghiêm Cửu Thiên chỉ là
gửi tạm cái thời không toa trong tay hắn. Nhưng mà hắn vẫn là trực tiếp đem thời không toa biến thành của riêng. Một cái thời không toa mô phỏng cường đại như vậy, vậy thì cái thời không toa chân chính không biết cường đại tới cỡ nào. Giải bạc đoán trường có loại pháp bảo kia thậm chí là đẳng cấp không kém hơn so với trận bàn thời gian của hắn. Nghĩ tới đây, giải bạc là nghĩ tới cái việc chính mình mặc dù lấy được nhiều pháp bảo nghịch thiên, phần lớn là pháp bảo phụ trợ, pháp bảo công kích, phòng ngự chân chính không có một món. Từ đá của hắn thì không có tài liệu thăng cấp, tới giờ chỉ là tiên khí cấp 8. Hắc thạch cần chỉ là hòn đá nhỏ trên thế giới thạch. Vốn còn làm cái pháp bảo phòng ngự tương đối tốt, đó là đại định bất cực, nhưng khi bị nghiêm cửu thiên đánh vỡ, hắn mới biết được đây là ngụy pháp bảo, là món đồ phòng chế của gia đình bát cực. Hơn nữa nó là tan tành thành mây khói trong cái lần độ kiếp trước. Duy nhất một cái kiện pháp bảo có chút ra dáng là hạo thiên cổ, nhưng Diệp Mặc cũng không có dám lấy ra dùng. Một khi lấy ra hạo thiên cổ, dù ngốc cũng biết hắn là có truyền thừa của hạo thiên, lúc đó kết cục của hắn không có tốt hơn việc nghiêm cửu thiên bại lộ thân phận là bao. Còn thiếu một cái kiện pháp bảo phỏng ngữ nữa, Diệp Mặc cảm thán một câu, hiện tại là tông sư tiên khí bát phẩm, tùy thời có thể luyện chế ra tiên khí phòng ngự thượng phẩm. Chỉ là đối với loại người thường thấy các cái loại pháp bảo cao cấp như hắn, tiên khí thượng phẩm quả là không làm hắn hứng thú. Sau khi cảm thán một lát, Diệp Mặc là thu hồi thời không toa lại, lúc này mới hạ cái bảng thông báo bế quan xuống. Diệp Mặc ra ngoài là muốn đi tìm Kế Khôn, lại thấy vị thánh nữ che mặt phiêu miểu tiên chỉ tới. Nhìn sâu qua là thấy rõ cô tới tìm hắn. Diệp Mặc vội vàng khách ký ôn quyền, xin chào thánh nữ sư tỷ. Vị thánh nữ áo tím này có phiêu miểu tiên chỉ giúp hắn rất nhiều, nếu không có cô, Diệp Mặc đó không chừng là không đoán được nghiêm cửu thiên là vô đạo đại đế. Một khi hắn không biết nghiêm cửu thiên là vô đạo đại đế, lần trước nghiêm cửu thiên tới kẻ bị uy hiếp chính là hắn. Dưới cái tình huống đó, hắn không chỉ không đoạt được thời không toa của nghiêm cửu thiên, mà không chừng ngay cả trận bàn thời gian cũng phải để cho nghiêm cửu thiên lấy. Hắn có thể cùng nghiêm cửu thiên uy hiếp lẫn nhau, hơn nữa còn chiếm thượng phong. Không phải nghiêm cửu thiên không đủ thông minh, mà do hắn là nắm rõ được lai lịch của nghiêm cửu thiên, cho nên Diệp Mặc thực sự cảm kích với vị thánh nữ này. Diệp sư huynh, anh cứ gọi tôi Mịch Vân là được, tôi muốn tới gian phòng của anh ngồi một chút được không? Mịch Vân thánh nữ khẽ cười, ngữ khí nhu hòa uyển chuyển không chút kém cỏi so với Ninh Nga tiên tử. Diệp Mặc không hiểu thánh nữ Mịch Vân phiêu miểu tiên chỉ tìm hắn có sự tình gì, nhưng khẳng định đối phương không phải vô duyên vô cớ tới. Hắn và thánh nữ Mịch Vân căn bản không quen, nhưng đối phương chẳng những không dùng ánh mắt mỉa mai giống người thường, mà còn chủ động giải thích vấn đề. Xin mời Mịch Vân sư tỷ. Diệp Mặc đã vội vàng mở cửa rồi nói, cảm ơn Diệp sư huynh. Thánh nữ Mịch Vân sau khi tiến vào phòng liền giúp Diệp Mặc đem cái bảng thông báo bế quan treo lên. Diệp Mặc thấy thế chủ động đánh lên một đạo cấm chế, đợi khi thánh nữ Mịch Vân ngồi xuống mới hỏi, chẳng hay Mịch Vân sư tỷ tìm Diệp mỗ có chuyện gì? Không có chuyện gì không thể tham anh một chút sao? Tôi nghe nói anh còn là đi qua phiêu miểu tuyền của phiêu miểu tiên trì chúng tôi, tính ra thì chúng ta coi như là có lửa điểm đồng môn chi nghĩa ấy nhỉ. Thánh nữ Mịch Vân cười khanh khách một tiếng, giọng điệu thậm chí là mang theo cái chút vui đùa, khiến Diệp Mặc phải ngây người. Thánh nữ phiêu miểu tiên trì không phải là người luôn nghiêm túc đoan trang sao? Sao hết Ninh Nga tiên tử ra ngoài tìm đàn ông, giờ tới một cái thánh nữ Mịch Vân nói chuyện với mình chẳng có chút dáng dấp thánh nữ thế này. Thánh nữ Mịch Vân thấy Diệp Mặc ngây người là thu cái bộ dáng cười, sau đó có chút nghiêm túc. Diệp sư huynh, tôi xác thực là có chuyện nhờ anh giúp đỡ ra tay. Diệp Mặc liền đáp, Mịch Vân sư tỷ có chuyện gì cứ nói thẳng, chỉ cần Diệp mỗ có thể giúp, hơn nữa việc đó không có vi phạm bản tâm Diệp mỗ chắc chắn là giúp. Thánh nữ Mịch Vân lập tức đứng cảm tạ nói, Diệp sư huynh có thể ẩn nấp tu vị đại la tiên sơ kỳ xuống đại chi tiên trung kỳ mà không có bất cứ người nào nhìn ra tu vị thật, hơn nữa không chỉ nói là nhìn không ra mà thậm chí một cái điểm dấu vết cũng không có, có thể nói công pháp ẩn nấp tu vị của anh tuyệt đối là công pháp đứng đầu. Diệp Mặc nghe tới đó lòng là hiểu, quả nhiên cái thế giới này không hề có các bữa cơm miễn phí. Thánh nữ Mịch Vân trước đó giúp hắn giải đáp vấn đề, hiện giờ là chủ ý đang có tới cái công pháp của hắn. Tuy mấy cái vấn đề kia với Diệp Mặc chính là vấn đề bảo mệnh, nhưng thánh nữ Mịch Vân này hiển nhiên không thể biết. Nhưng nếu như cô không biết vấn đề mà cô giải thích cho mình đối với mình sức nặng ra sao mà mở miệng muốn công pháp của mình, điều này có chút quá đáng. Quả nhiên Mịch Vân niệt nói tiếp, Mịch Vân biết yêu cầu của mình quá đáng, nhưng cái công pháp ẩn nấp kia đối với tôi mà nói là vô cùng trọng yếu. Diệp sư huynh, anh chỉ cần đưa ra yêu cầu, chỉ cần Mịch Vân tôi có thể làm được tuyệt dốc hết sức làm. Thỉnh cầu Diệp sư huynh đem cái công pháp ẩn nấp khác cho tôi một phần.
Diệp Mặc không có trả lời, công pháp ẩn nấp quán sinh diễn ra từ Tam Sinh Quyết mà. Tuy rằng thánh nữ Mịch Vân đã từng giúp hắn, nhưng nếu cứ như vậy mà muốn công pháp quán tuyệt không được. Cũng may đối phương trước đó còn từng hỗ trợ hắn trả lời mấy vấn đề, mà không Diệp Mặc là trực tiếp mời cô ta ra. Bởi vì sư phụ của tôi trước kia nói, công pháp tuyệt đối không được truyền ra ngoài, nhưng mà Mịch Vân sư tỷ lại là người tôi tôn kính, cho nên Diệp Mẫu không có cách nào cự tuyệt. Việc này xin để cho tôi suy nghĩ đã. Diệp Mặc không có trực tiếp từ chối, đem công pháp ẩn nấp diễn sinh từ Tam Sinh Quyết truyền cho thánh nữ Mịch Vân là tuyệt không thể. Nhưng trong nhẫn chứa vật có quá nhiều công pháp, nên chờ khi nào nhà ăn dối, tùy tiện tìm lấy một cái công pháp ẩn nấp tu vị, hoàn thiện nó đưa cho thánh nữ Mịch Vân, coi như là trả cô một phần ân tình. Đa tạ Diệp sư huynh. Thánh nữ Mịch Vân thấy Diệp Mặc không có lập tức cự tuyệt, lòng đại hỷ vội vàng đứng lên cảm tạ Diệp Mặc. Thế Diệp Mặc cũng đứng lên chuẩn bị tiễn khách, thánh nữ Mịch Vân nắm lấy cơ hội để lại một cái ngọc giản cho Diệp Mặc rồi nói: đây là phương pháp bắt hư không vì tuyết, hy vọng Diệp sư huynh có thể giúp được Diệp sư huynh một chút. Diệp Mặc đang muốn cự tuyệt nhưng lập tức nhớ tới, hắn là đang cần một cái ngọc giản như vậy. Việc bắt hư không vì tuyết có thể nói là không có người nào có kinh nghiệm như hắn, nhưng một miếng ngọc giản này có chút tác dụng khác là cho hắn cái lý do chính đáng biện mình. Cái khôn lần nữa tới tìm Diệp Mặc, phát hiện ra cấm chế bên ngoài cửa đã mở, lòng lập tức vui vẻ tới. Lúc lại thấy thánh nữ Mịch Vân vừa cùng Diệp Mặc đi ra từ phòng hắn, thấy cái khôn có chút ngây người, Mịch Vân là cười khách khí: Mịch Vân bái kiến Hy Nguyệt tiên tử. Cái khôn lúc này phản ứng lại, xấu hổ cười cười, sau đó nói chuyện với thánh nữ Mịch Vân vài ba câu mới tạm biệt rồi cùng Diệp Mặc tiến vào phòng. Đệ đệ, vị thánh nữ Mịch Vân phiêu miểu tiên trì kia thì cậu không nên quá thân cận. Bởi vì chuyện của Ninh Ngả sơ tỷ thì phiêu miểu tiên trì tuyệt đối không để nó tái hiện lần nữa. Một khi lặp lại không chừng là chịu hình phạt rất nặng. Cái khôn mới tiến vào phòng, Diệp Mặc là nói với vẻ ngưng trọng. Cô lo lắng Diệp Mặc là bị thánh nữ Mịch Vân hấp dẫn, còn chuyện Diệp Mặc và thánh nữ Mịch Vân kết giao cô không có quá quan tâm. Với việc thánh nữ Mịch Vân bị năng lực Diệp Mặc hấp dẫn, cái khôn cũng không có hoài nghi. Trong mắt cô, sự ưu tú của Diệp Mặc căn bản không phải thiên tài ngoài kia có thể sánh. Vì thế cho lên à, có thể ánh mắt thánh nữ Mịch Vân sắc bén nhìn chúng Diệp Mặc chưa biết chừng. Diệp Mặc mỉm cười: em biết. Hy Nguyệt sư tỷ an tâm. Cái khôn này gật đầu sau đó nói tiếp: Ninh Nga tỷ sở dĩ không có chuyện là vì Phương Thành là đến từ Phương Kim Sơn, là một nơi có vài vị tiên đế, thế nên là phiêu miểu tiên chỉ cũng không thể trêu vào. Diệp Mặc gật đầu, sau đó là nhìn thấy một cái trên mặt cái khôn mang tâm tư lo lắng, liền lên tiếng: Hy Nguyệt tỷ có phải chị có chuyện không? Cái khôn lập tức nói: phải, có người muốn giết Tể Bắc Thương, chị muốn tới hỏi cậu xem có cách giải quyết hay không. Diệp Mặc cảm thấy choáng váng, đây là tiên thuyền hướng thành vi thiên, vậy mà có ai có lá gan lớn như vậy dám trên tiên thuyền giết người. Trong 1756, đương nhiên là ta đi. Trên tiên thuyền này đều là những cái tiên nhân nổi bật đại thiên vực, sao có thể giết người? Diệp Mặc nghi hoặc hỏi. Cái khôn là vội nói: y bị người khác kiêu chiến, vì trên tiên thuyền nếu có tiên nhân mâu thuẫn với nhau có thể thông qua kiêu chiến cùng đối phương liên sản kiêu chiến đấu pháp. Một khi là lên đài kiêu chiến, sinh tử không quan trọng, nếu mà cự tuyệt kiêu chiến thì phải tiếp nhận một điều kiện: người kiêu chiến vũ nhục một lần. Tề Bắc Thương là người bị kiêu chiến, với địa vị và thiếu chủ, thiếu thành chủ của y không thể nào tiếp nhận điều kiện vũ nhục người khác. Chị à, cố gắng kéo dài thời gian, nói là chờ cậu tới rồi tính sau. Diệp Mặc nghe đến đó là thở nhẹ một hơi. Vì vậy, có nghĩa là Tề Bắc Thương vẫn chưa xảy ra chuyện. Trên tiên thuyền bị khiêu chiến rồi lên đài khiêu chiến chiến đấu với nhau, Diệp Mặc từng chứng kiến, chính là bản thân từng giết liên tục mấy người trên đài khiêu chiến, cuối cùng là thắng lợi rời khoang thượng, khoang hạ đẳng. Là ai khiêu chiến cậu ta? Diệp Mặc hỏi. Thế Diệp Mặc không hề sốt ruột, kế khôn mới tiếp tục giải thích. Tề Bắc Thương đắc tội với Hướng Trưởng Ung, Đông Hải Đế thuộc là tông môn Phạm Đô Thiên. Hướng Trưởng Ung tu vị là Đại La Tiên Đỉnh, khoảng cách Đại La Tiên Viên Mãn chỉ còn một chút. Hơn hết, thực lực của Hướng Trưởng Ung cực kỳ hung hãn, ở Phạm Đô Thiên cũng là cực kỳ nổi danh, nhưng mà tính tình y là cực kỳ tàn bạo, động chút giết người. Thời gian 2 tháng vừa qua trên tiên thuyền cũng là lấy cớ khiêu chiến giết không ít người. Diệp Mặc gật đầu, sau khi thiết lập cấm chế ngoài phòng liền cùng kế khôn đi xem Tề Bắc Thương ra sao. Tề Bắc Thương mặc dù là thiếu thành chủ cũng không khác quý thư làm mấy, không có bao nhiêu thói xấu, nhưng hơn nữa cách làm người quý không tệ. Đối với bạn bè chân thành, khuyết điểm duy nhất là khá ham mê nữ sắc.
Khi Diệp Mạc cùng Kế Khôn tiến vào phòng của Tể Bác Thương, phát hiện bên trong có mười mấy người, đều là người cùng là từ Thương Dung Thiên theo tới. Ngay cả Ninh Nga và bạn trai cô Phương Thành cũng có mặt. Tể Bác Thương ngồi bên sắc mặt khó coi, hiển nhiên chính y biết bản thân không phải đối thủ của Hướng Trường Ung. Khi thấy Diệp Mạc liền nhẹ gật đầu, cũng không có tâm tư hỏi thăm vì sao Diệp Mạc bế quan mấy tháng. Bọn Quý Thư là lập tức cho hỏi hai người Diệp Mạc và Kế Khôn. Quý huynh, chuyện gì thế? Diệp Mạc nhìn Quý Thư rồi hỏi. Quý Thư là thở dài nhìn qua Tể Bác Thương rồi nói. Chỉ có thể nói rằng cái tên Hướng Trưởng Ung kia quá mức khoa trương. Bác Thương cũng không cẩn thận lại đi làm quen với Hoa Như Tuyết của Ma Hoàn Tông. Hoa Như Tuyết kia căn bản là dạng đàn bà ăn thịt người không thèm nhả xương. Sau khi lừa gạt đồ vật của Tể Bác Thương, còn xui khiến Hướng Trưởng Ung dùng danh nghĩa khiêu chiến giết Bác Thương. Hầu hết mọi chuyện là do con đàn bà Hoa Như Nguyệt kia gây ra. Ma Hoàn Tông Sư Mạc từng nghe Kế Khôn kể qua, đó là tông môn có danh tiếng không tốt. Bên trong tông môn thì nam nữ làm trộm lữ sướng, không có ai tốt cả. Đương nhiên những điều này chỉ là Diệp Mạc nghe được từ lời kể của Kế Khôn, còn cụ thể hay không cũng chả quan hệ tới hắn. Nhưng hiện tại Tể Bác Thương bị nữ nhân Ma Hoàn Tông hãm hại, còn muốn để Hướng Trưởng Ung giết, Diệp Mạc quyết định không ngồi nhìn. Lần trước khi Nghiêm Cửu Thiền uy hiếp hắn, Tể Bác Thương là người đầu tiên đứng ra nói giúp hắn một tiếng. Diệp Mạc là người tới giờ chưa bao giờ để bằng hữu của mình phải chịu thiệt, nên loại chuyện này đương nhiên hắn muốn giúp. Kỳ thật ý của chúng tôi là lựa chọn người có thực lực không kém so với Hướng Trường Ung đàm phán cùng y. Chỉ cần Hướng Trường Ung biết rằng thực lực chúng ta bên này không quá chênh lệch với y, có lẽ y chủ động nhường một bước. Quý Thư nói xong nhìn Phương Thành bên người Linh Nga tiên tử, ánh mắt y rất rõ là Phương Thành là người thực lực mạnh nhất ở đây, tiếp cận đại la tiên viêm mãn, hơn nữa thực lực mạnh mẽ. Diệp Mạc nhớ ra ở đây có một cái tù vị bán tiên vương, nhưng tên kia không có mặt ở đây, xem ra y sợ bản thân gặp phiền toái. Phương Thành cũng không ngốc, hiện tại tất cả mọi người nhìn vào y chỉ hắng giọng nói. Tên Hướng Trường Ung kia là người Đông Hải Đế Tông, mà thực lực Đông Hải Đế Tông không kém hơn so với Phương Kim Sơn của tôi. Hơn nữa người cạnh y đều là đại la tiên cao cấp của Phạn Đô Thiên, thánh nữ Cửu Phạm Tiên. Chỉ tu vị còn kém hơn một tia lửa thôi là có thể tấn cấp tiên vương, cho nên thực lực chúng ta là khác biệt quá xa với họ. Theo tôi thì đại trượng phu cò cũng phải giãn được. Cho nên Bắc Thường huynh đệ không cần phải liều mạng cùng y. Phương Thành chỉ thiếu chút chưa nói là Tể Bác Thương trực tiếp đầu hàng mà thôi, nhưng ý tứ thì ai cũng hiểu, để cho Tể Bác Thương đầu hàng nhận thua. Mặc dù mọi người là hiểu ý Phương Thành, nhưng không ai tỏ ra đồng tình với lời của y. Khi bị kêu chiến mà nhận thua, chẳng những hủy hoại cuộc đời, cũng là hủy danh vọng toàn môn phái. Bởi vì một khi nhận thua thì người thắng có thể đưa ra bất kỳ điều kiện, có kẻ từng là yêu cầu người kia chui qua háng mình, hoặc là quỳ xuống dập đầu xin tha vân vân. Chỉ là thủ đoạn vũ nhục đối phương đều là có thể đưa ra cả. Có thể nói một khi Tể Bác Thương nhận thua, đoán chừng là sống còn không bằng chết. Cái tên Hướng Trưởng Ung kia chắc chắn đưa ra điều kiện cực kỳ nhục nhã, tới lúc đó khiến cho Tể Bác Thương sống không bằng chết. Tể huynh, việc nhỏ như vậy cần gì để trong lòng, chỉ là một cái tên Hướng Trưởng Ung mà thôi, không cần thiết để ý. Diệp Mạc đương nhiên không quan tâm tới cái chủ ý cùi bắp của Phương Thành, vì đó quả thực là chủ ý ngu ngốc. Tuy sắc mặt Tể Bác Thương khó coi, nghe lời Diệp Mạc xong cười hạ. Diệp huynh nói đúng, chỉ có Tể Bác Thương chết trận, nó có Tể Bác Thương chịu quỳ gối cúi đầu trước kẻ nào. Cái tên Hướng Trưởng Ung kia tìm ta khiêu chiến, mà Tể Bác Thương ta đây cũng là đại la tiên hậu kỳ, sao sợ một cái tên Hướng Trưởng Ung như vậy? Ai có thể giúp ta hạ chiến thư? Toàn bộ mọi người ngây ngẩn người. Mọi người biết Tể Bác Thương nhất định phải chiến, nhưng chủ động cổ vũ Tể Bác Thương đi chiến đấu không có ai. Cổ vũ Tể Bác Thương tiếp nhận khiêu chiến chính là yêu cầu Tể Bác Thương chịu chết. Vậy mà Diệp Mạc ngược đời, bất luận nói chuyện hay làm gì đều không đầu không đuôi, bỗng dưng cổ vũ Tể Bác Thương chịu chết. Mấy người Quý Thư đành thở dài, y và Tể Bác Thương quan hệ tốt, đương nhiên biết rõ Diệp Mạc nói là đúng. Lúc này chỉ có thể cổ vũ thêm cho Tể Bác Thương chút sĩ khí, chứ không phải là đả kích sĩ khí cậu ta. Ninh A tin tử nhìn qua Diệp Mạc im lặng lắc đầu. Phương Thành thì cười lạnh một tiếng, không có nói gì, không phải là đối thủ của Hướng Trường Ung thì Tể Bác Thương cũng đi chịu chết mà thôi, còn không bằng là tự sát luôn đi. Y đứng đây là chỉ vì quan hệ với Ninh Nga, nếu không căn bản y không có xuất hiện ở đây. Còn Ninh Nga tiên tử có mặt ở đây chủ yếu là quan hệ với Kế Khôn. Diệp Mạc cười hà hà cao giọng, nói chuyện này đương nhiên để tôi đi. Ninh Nga tiên tử nhìn Kế Khôn lo lắng, Hy Nguyệt đệ đệ của cô. Kế Khôn mỉm cười không có lo lắng, sức chiến đấu Diệp Mạc cô biết rõ, tuyệt đối không kém hơn Hướng Trường Ung. Tính cách Diệp Mạc cô cũng biết một chút, cũng là loại người quyết không để bằng hữu chịu thiệt, cho nên Diệp Mạc nói rằng để mình đưa tin cô cũng không ý kiến. Y ở khu vực Phạm Đô Thiên gian phòng 138, cậu nhất định giúp tôi hạ chiến thư.
hẹn y 3 ngày sau là một trận kinh thiên. Tề Bắc Thương bổ sung một câu, y hạ quyết tâm chết trận, nên ngược lại không có tâm tình bàng hoàng. Tôi cùng cậu đi. Quý thư là lập tức đứng lên. Diệp Mặc khoát tay, không cần, mình tôi là được, chỉ là một cái chiến thư mà. Nói xong Diệp Mặc quay qua nói với Kế Khôn, Hy Nguyệt tỷ chị ở đây đây, chờ em là được, em đi tìm cái tên Hướng Trường Ung một lát quay trở lại. Sau khi nói xong Diệp Mặc xoay người rời đi không hề chậm trễ. Thế Diệp Mặc rời đi hơn nữa là giúp Tề Bắc Thương đưa chiến thư. Những người trong phòng là rơi vào trầm mặc. Lúc này tên đại là tiền lúc trước từng giải thích tình huống về pháp tắc không gian cho Diệp Mặc phá vỡ im lặng. Tôi cảm thấy tuy là Diệp sư đệ có xúc động, nhưng lời không sai, đời ta tu tiên sợ gì đánh một trận, chết trận cũng là hơn sống tạo. Được, hôm nay những người có mặt ở đây là bạn của Tề Bắc Thương tôi. Cảm tạ các vị bằng hữu không hề bỏ rơi Tề Bắc Thương tôi. Lúc khó khăn, nào hôm nay tôi xin mời khách. Nói xong Tề Bắc Thương liền lấy ra hơn 10 vỏ tiên tử. Vỏ rượu mới mở, một cái mùi nhẹ tỏa ra khắp nơi. Mọi người đều biết đây là bảo vật của Tề Bắc Thương. Có lẽ vì y đã biết chắc chắn mình chết trận mới cam lòng lấy ra chia sẻ cùng mọi người. Rượu rất thơm nhưng mọi người không ai có hứng uống rượu, thậm chí cảm thấy có chút hổ thẹn. Tề Bắc Thương nói rằng thời điểm y khó khăn nhất mọi người đã không bỏ rời y là sự thật. Nhưng thực tế, có thể giúp y không hề có. Ngược lại chỉ có người cổ vũ y là Diệp Mặc đã giúp y đi đưa chiến thư. Nếu chúng ta ở đây có một cao thủ giống Lưu Mang, ai dám hướng chúng ta mà khiêu chiến? Ân Hồn sau khi uống một cái hơi hết cái vỏ rượu lập tức là đập vỡ vỏ rượu trên tay. Mọi người trong phòng trở nên trầm mặc, tất cả biết Ân Hồn nói đúng. Nếu trong vòng mười mấy người bọn họ có cao thủ như tiểu tiền vương Lưu Mang, tuyệt đối không có người nào khiêu chiến. Mọi người sở dĩ hội tụ thành đoàn với nhau là gia tăng thực lực, không để cho người khác tùy tiện khi dễ. Hiện giờ Tề Bắc Thương lại bị kẻ khác dùng danh nghĩa khiêu chiến giết, chính là khi dễ tới tận cửa nhưng không ai dám đứng ra nói chuyện. Tại tiên thuyền khu vực các đại thiên vực phân chia rõ ràng, Diệp Mặc sau khi ra khỏi Thường Dung Thiên dễ dàng tìm được khu vực Phạm Đô Thiên. Gian vào 138 càng dễ tìm, cho nên Diệp Mặc không cần hỏi ai, từ xa dùng thần thức quét tới. Hơn nữa gian phòng 138 không hề thiết lập cấm chế, tiếng động trong phòng huyền náo. So với căn phòng Tề Bắc Thương chỉ là náo nhiệt và náo nhiệt. Diệp Mặc tới cửa ra vào, 230 tên tiên nhân trong phòng cùng đưa mắt nhìn Diệp Mặc, bởi không ai nhận ra Diệp Mặc. Mày là ai? Tới đây chuyện gì? Một cái thanh âm quát đền là giọng một đại la tiên hậu kỳ. Tao là ai không cần quản, chỉ cần biết tao tới đây để hạ chiến thư là được. Diệp Mặc lạnh giọng nói, đối với 230 tên đại la tiên, hắn căn bản chẳng có lửa phần sợ hãi. Sau phút chốc ngắn ngủi, phòng là một tiếng cười vang, dường như bị thái độ nghiêm túc của Diệp Mặc khiến cho bật cười. Diệp Mặc chờ tiếng cười trong phòng dừng lại, bình ta nói, ai là Hướng Trung Ung, người tao muốn tìm chính là tên này. Một cái đại hán khôi ngô đứng dậy, đồng thời sát cơ trên người y tuôn ra, trực tiếp hóa thành một cái đường vọt thẳng phía Diệp Mặc. Cái đạo sát khí cường đại trực tiếp vọt thẳng trước mặt Diệp Mặc lộ tung. Diệp Mặc đứng ở cửa không động chút nào, vậy mà đạo sát khí tới trước mặt hắn giống như gặp phải một cái rào cản vô hình, thanh thế bạo liệt hết sức dọa người. Loại thanh thế này chỉ đem không gian xung quanh chấn động một chút, còn Diệp Mặc ngay cả một sợi tóc cũng không có nhúc nhích. Chương 1757, tán tù Diệp Mặc. Lần này chẳng những người đàn ông vạm vỡ khôi ngô lập tức kinh ngạc, ngay cả những người còn lại trong phòng lộ kinh ngạc. Tới đây lại đều là những người nổi bật cùng đẳng cấp. Diệp Mặc một đại la tiên sơ kỳ ngăn cản cái loại sát ý muốn giết người dũng mãnh này, đừng nói là bị thương, ngay cả tóc không suy chuyển cũng không đơn giản có thể làm. Thực tế ngoại trừ Diệp Mặc, những người còn lại đều là bị cái loại sát ý muốn giết người làm cho quần áo lay động. Mà tất cả mọi người hiểu rõ một chiêu này là nhằm mỗi Diệp Mặc. Ánh mắt người đàn ông vạm vỡ khôi ngô ngừng tụ, thực lực gã dũng mãnh, kẻ đứng sau giật dây cũng vững mạnh vô cùng, không phải là kẻ không có đầu óc. Số người bị gã khiêu chiến giết chết đều là điều tra qua. Người bên cạnh Tề Bắc Thường gã cũng là điều tra một chút. Ngoại trừ một người lửa bước tiên tiên là Ngụy Sầu và Phương Thành kia, những người còn lại gã chàng theo nhìn. Gã biết đến bên Tề Bắc Thường còn có một đại la tiên sơ kỳ, nhưng hôm nay sau khi thấy gã mới hiểu đại la tiên sơ kỳ trước mặt e rằng không đơn giản. Ta là Hướng Trường Ung. Tề Bắc Thường muốn lúc nào đấu cứ nói thẳng, Hướng mỗi ta sớm là không kiên nhẫn được. Người đàn ông vạm vỡ khôi ngô kinh ngạc chốc lát biến mất không thấy gì, cũng không có tiếp tục khí thế tràn đàn áp Diệp Mặc, trên là bình thản nhìn Diệp Mặc. Diệp Mặc lướt qua tiền nhân còn lại trong phòng nói, thư khiêu chiến này của ta chỉ dành cho một mình người, đương nhiên nếu như người không dám một mình tiếp, coi như là có thể để những người khác ở lại. Hướng Trường Ung cười, ta Hướng mỗ có chuyện không dám nhận thư khiêu chiến. Bất kỳ kẻ nào muốn đấu, Hướng mỗ ta tiếp nhận. Cho kích tướng tầm thường này căn bản không cần nhắc trước mặt bổn tiên.
Nói xong là phần sau giọng hướng trưởng ông càng cuồng nhiệt. Ngay cả Diệp Mặc cũng không thể không thừa nhận hướng trưởng ông chẳng những tính tình thô bạo ngay cả khí phách không nhỏ. Các hạ xin chờ một chút, bổn tiên ngược lại xem. Cái đại la tiên sơ kỳ này tầm thường có thể làm khó dễ ta thế nào? Hướng trưởng ông giọng khinh thường. Gã cũng là xem Diệp Mặc như người chết. Chờ sau khi khiêu chiến Tề Bắc Thương xong, người kế tiếp gã muốn khiêu chiến là Diệp Mặc. Nhưng người trong phòng hình như biết tính cách hướng trưởng ông lập tức nhao nhao bỏ đi. Tuy là có người khiêu chiến với Diệp Mặc, nhưng cũng là cho dù muốn khiêu chiến với Diệp Mặc nhất định phải đợi Diệp Mặc ra rồi nói sau. Chờ toàn bộ những người trong phòng đi xong, Diệp Mặc căn bản không đợi hướng trưởng ông tạo cấm chế gian phòng, trở tay là đánh mấy cấm chế, căn phòng hướng trưởng ông lập tức bị ngăn cách. Nể tình ngươi ngăn cản một sát chiêu thế chẳng, ta cho ngươi cơ hội nói tìm ta có chuyện gì. Hướng trưởng ông lạnh lùng chằm chằm nhìn Diệp Mặc, biết rõ Diệp Mặc muốn một mình tìm gã nhất định không đơn giản, chỉ là để hạ chiến thư. Người tiếp ta một quyền trước. Diệp Mặc căn bản không phí lời đánh một quyền. Hướng trưởng ông lao ngờ Diệp Mặc dám ra tay trong phòng, gã lập tức cực nhanh, lập tức lửa giận ngút trời, chưa bắt đầu hung hăng cản quấy, chỉ là đạn là tiền tầm thường đỡ nối tới vậy. Sau một khắc, một cái viên bạt cực lớn được gã phóng ra chắn trước người. Một quyền của Diệp Mặc giống như xuất hiện từ không trung, một đòn này đánh ra cuốn theo toàn bộ không gian sát cơ trong phòng hướng trưởng ông, hơn nữa sát thế liên tục không ngừng, còn là từ không trung bay lên, chỉ một hơi thở tạo thành một cái dòng nước xoáy quấn lấy hướng trường ung. Với Diệp Mặc mà nói, hư không có thể hấp thu không gian sát cơ trong phạm vi mấy trăm ngàn dặm, cũng có thể khống chế quyền phong của chính mình trong phạm vi một căn phòng. Hướng trường ung không phải là Nghiêm Cửu Thiên, so với Nghiêm Cửu Thiên hướng trường ung còn chưa là gì, Diệp Mặc ngay cả Nghiêm Cửu Thiên cũng không sợ. Muốn giáo huấn hướng trường ung cần gì kiêng kỵ, hắn hoàn toàn nắm chắc giết được hướng trường ung mà không kinh động bất cứ ai bên ngoài phòng. Đương nhiên Diệp Mặc chắc chắn không giết hướng trường ung, nếu hắn muốn giết hắn cũng không có ra tay trong phòng của hướng trường ung. Hướng trường ung lai lịch không nhỏ, chọc hướng trường ung hắn không sợ, nhưng sau khi giết hướng trường ung chọc giận người chống lưng, Diệp Mặc lại không có muốn thế. Lúc Diệp Mặc đánh ra cú đấm, hướng trường ung còn đang cười lạnh. Khi mà Diệp Mặc huy động sát thế khắp phòng, hơn nữa sát thế kia là không ngừng gia tăng trên không, giống như từ hư không đột nhiên ra tay, hướng trường ung nhíu mày lòng kinh hãi, cảm giác tu vị Diệp Mặc không thể kém gã. Khí thế của Diệp Mặc hình thành lốc xoáy hoàn toàn bao bọc gã lại. Ngay khi pháp bảo viên bạt của gã phóng ra trở nên khó khăn, hướng trường ung lòng sẽ run. Một cái quyền phòng sát thế đối phương ở xung quanh gã phá tung, gã trở thành trung tâm trận nổ, bị đấm thế này đối phương sẽ cho nát vấy. Lúc này hướng trường ung hiểu được đối phương không phải kém hơn gã, mà là mình so với đối phương kém quá xa. Quyền thế sát cơ của Diệp Mặc đáng sợ tới vậy, vậy mà không hề mảy may đụng phải vách tường gian phòng. Hướng trường ung biết một quyền này căn bản không phải thực lực chân chính đối phương. Nếu đối phương thì triển thực lực chân chính trước mặt đại la tiên sơ kỳ này, mình tuyệt không duy trì được qua 10 hơi thở. Thường Dung Thiên có đại la tiên đáng sợ tới vậy, gã sao không biết. Sát thế trảm vừa rồi của gã so với một quyền của đối phương quả thực không bằng muối bỏ bể, khó trách ngay cả tóc đối phương cũng không động được. Sát thế trực tiếp xâm nhập vào trạng thái tinh thần hướng trường ung, khiến cho hướng trường ung cảm giác sau một khắc cái mạng nhỏ gã không thuộc về gã. Mồ hôi lạnh xòa ra một cái liền từ trên người hướng trường ung chảy xuống, lần đầu tiên gã cảm giác mình chết gần như thế. Một quyền của Diệp Mặc tuy là thiên hạ thủ vi cường, khiến gã mất tiền cờ, thực tế là dù gã có chuẩn bị đầy đủ ngăn được một quyền này không, cho dù ngăn cản được một quyền, vậy là quyền kế tiếp gã chưa chắc chặn được. Viên bạt của hướng trường ung phát ra tiếng ong ong đáng sợ, đó là tiếng vang do cái quyền phong sát thế của Diệp Mặc kích động. Khi mà hướng trường ung nhắm mắt chờ chết, ý muốn giết người kinh khủng kia bỗng dừng, phòng thuế vòng xoáy sát thế chậm rãi biến mất. Hướng trường ung sắc mặt tái nhợt, thở phào nhẹ nhõm, đã biết mình đi qua một cái chuyến quỷ môn quan. Nếu như mà đối phương không có tạm thời thu quyền, lúc này gã đã chết. Hướng trường ung không phải là người không có kiến thức, liếc mắt nhìn ra, một quyền Diệp Mặc thi triển này là một cái quyền đạo thần thông. Quyền đạo thần thông do quyền phong và quyền thế khủng bố như thế hình thành nên, vậy mà đối phương có thể thu vào đánh tự nhiên. Bởi vậy có thể thấy thực lực đối phương mạnh tới mức nào. Lốc xoáy ra thế trong không gian gian phòng theo quyền phong của Diệp Mặc thu lại, nháy mắt biến mất sạch sẽ, cả phòng đã khôi phục dáng vẻ ban đầu. Hướng trường ung toàn thân mồ hôi đầm đìa, lòng là thở phào nhẹ nhõm, sắc mặt gã cực kỳ khó coi. Ta có thể dễ dàng giết chết người. Sau khi Diệp Mặc thu hồi nắm đấm, lạnh lùng nói. Nếu như lúc mới tiến vào Diệp Mặc nói vậy, hướng trường ung sớm đã động thủ. Một đại la tiên sơ kỳ dám trước mặt mình nói dễ dàng giết gã, hướng trường ung gã chưa từng gặp người nào ngông cuồng tới vậy. Hướng trường ung là thu hồi viên bạt, tuy là tính tình thô bạo, lại biết lời Diệp Mặc là sự thật, đối phương thực là dễ dàng giết gã. Diệp Mặc không đợi hướng trường ung bày tỏ, tiếp tục nói. Ta tới đây không phải để giết ngươi, nếu ta muốn giết ngươi thì ta trực tiếp khiêu chiến ngươi.
Hướng Trường Ung dùng mình, nếu như trên sàn khiêu chiến mà thất bại, gã chẳng những đối mặt với việc bị giết, hơn nữa sau khi chết còn bị người ta mỉa mai, bị một cái đại la tiền sơ kỳ giết. Trầm mặc một lát sau, Hướng Trường Ung mới trầm giọng nói: "Người nói không sai, người đúng là có thể dễ giết ta. Ta giết Tể Bắc Thương là nhận ủy thác người khác. Nếu như ta biết Tể Bắc Thương có người bạn nhưng người ta không khiêu chiến với hắn." Hướng Trường Ung lúc này hiểu tại sao Diệp Mặc muốn để cho gã mời những người còn lại trong phòng lùi ra. Người ta làm như vậy để tình Hướng Trường Ung gã. Rõ ràng cái đối phương sợ không phải Hướng Trường Ung gã, cũng không hề mà không muốn gây thù hẳn với gã. "Ý tốt các hạ Hướng Trường Ung ta xin nhận trong lòng." Hướng Trường Ung lại bổ sung một câu: "Gã tính tình thô bạo nhưng không có nghĩa là gã là đồ ngốc. Nếu gã là đồ ngốc, gã cũng không có điều tra một chút đối phương trước khi mà muốn khiêu chiến với người ta sao?" Diệp Mặc gật đầu, Hướng Trường Ung có thể tỉnh táo trả lời: "Không còn gì tốt hơn. Nếu là đối phương là một tên điên cuồng như kẻ ngốc, vậy Diệp Mặc chỉ có thể thông qua khiêu chiến giết Hướng Trường Ung." Rõ ràng Hướng Trường Ung hiểu điều này, mới là hỏa hoãn trả lời Diệp Mặc: "Rất tốt, ta hy vọng người có thể chủ động xin lỗi Tể Bắc Thương. Người nói là bị người khác xúi giục hủy khiêu chiến." Diệp Mặc lập tức nói. Hướng Trường Ung theo bản năng trả lời: "Không thể nào Hướng Trường Ung, ta tuyệt đối không xin lỗi bất cứ ai, càng không có khả năng hủy bỏ khiêu chiến." Diệp Mặc hừ một tiếng: "Đã vậy, ta đây khiêu chiến người trước. Hoa Như Tuyết kia ta cảm thấy không tệ, người và Hoa Như Tuyết." "Đợi một chút." Hướng Trường Ung không đợi Diệp Mặc nói hết lời là ngăn tay lại: "Ta đồng ý yêu cầu của người, nhưng ta muốn hủy khiêu chiến thì cần Tề Bắc Thương đồng ý mới được. Nếu không khiêu chiến không có cách nào hủy. Ta là thuyết phục Tề Bắc Thương. Hơn nữa, hắn là cũng không khiến người xấu mặt. Ngươi là một người thông minh, ta tin tưởng người biết thế nào. Ta bây giờ đúng là không thể trêu vào Đông Hải Đế Tông, cũng không muốn gây thủ chuốc oán với Đông Minh Đế Tông. Nhưng ta cũng không muốn bạn bè gặp chuyện không may. Nhưng mà ta không muốn gây thủ, không có nghĩa là ta lại sợ bất cứ thế lực nào." Diệp Mặc nói lời này khiến Hướng Trường Ung rõ ràng đối phương căn bản là không coi Hướng Trường Ung ra là một gã đối thủ kiêng kỵ Đông Minh Đế Tông. Hơn nữa, trong cách nói đối phương chỉ là bây giờ không muốn gây, một khi tạo thành thù hận, sau này hắn là chọc đến Đông Minh Đế Tông cũng như thường. Hướng Trường Ung lại không có cảm giác khí thế Diệp Mặc lớn, một đại la tiên sơ kỳ có thể đơn giản giết đại la tiên hậu kỳ đỉnh cao như gã. Loại người này thành tựu tương lai nếu mà nhỏ mới là chuyện lạ. "Ta đồng ý, nếu mà Tề Bắc Thương xỉ nhục ta, ta thả chết trong tay người cũng không có chịu khuất phục." Hướng Trường Ung cuối cùng là lựa chọn cúi đầu tin tưởng, một khi tiếp tục cường quyết đối phương là khiêu chiến gã lập tức. Diệp Mặc gật đầu xoay người rời đi, tin tưởng Hướng Trường Ung cúi đầu thì Tể Bắc Thương cũng không có tiếp tục xỉ nhục đối phương. "Xin cho biết quý danh anh bạn." Hướng Trường Ung vội đáp tay. Diệp Mặc tuy áp chế gã không thể không cúi đầu, đối phương coi như là lễ mặt, nếu không là gã không dễ sống như vậy. "Tán tù Diệp Mặc." Diệp Mặc mở cấm chế ra ngoài. Bên ngoài gian phòng rất nhiều đại la tiên, những người này ngoại trừ là bạn Hướng Trường Ung ra, một số là người đến xem náo nhiệt. Bọn họ đang nghĩ Hướng Trường Ung có thể giết đại la tiên sơ kỳ đứa chiến tử hay không.